Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 130. Bóng mờ nhìn cô gái, kẻ xâm phạm, chết. Tay phải nàng ta đột nhiên đưa móng vuốt về phía trước, ngay sau đó, bóng mờ kia trực tiếp bị cô gái bóp cổ họng. Ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cô gái nhìn bóng mờ kia, cười nói, ta cũng không phải là đám tép diêu kia. Nói xong, nàng ta bóp mạnh. Bóng mờ kia trực tiếp hóa thành hư vô. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh đột nhiên rung động. Cô gái thần bí mỉm cười, chân phải đạp nhẹ một cái. Cả tòa Bạch Ngọc Kinh rung lên kịch liệt, vết rạn trải rộng, cùng lúc đó, Bạch Ngọc Kinh lặng lẽ rơi xuống. Cô gái thần bí nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Kinh, lắc đầu cười, văn minh tiền sử chỉ vậy. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ tầng cao nhất của Bạch Ngọc Kinh, ngươi là ai? Cô gái thần bí dừng bước, ngay sau đó, nàng ta xoay người đánh mạnh một quyền. Bạch Ngọc Kinh sụp đổ ầm ầm, hóa thành những mảnh nhỏ rơi đầy trên mặt đất. Mà trong khoảnh khắc Bạch Ngọc Kinh sụp đổ, vô số linh hồn bay ra. Cô gái thần bí vung tay phải, những linh hồn này trực tiếp bị nàng ta thu về. Lúc này, một giọng nói dữ tợn đột nhiên vang vọng từ phía chân trời, người rốt cuộc là ai? Vì sao không dám lộ bộ mặt thật của mình? Từ góc độ của hắn ta nhìn cô gái thần bí, chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng lờ mờ, căn bản không nhìn thấy bộ mặt thật của nàng ta. Cô gái thần bí ngẩng đầu liếc nhìn về phía chân trời, cười nói, những linh hồn này rất có ích cho cháu trai Diệp Huyên của ta, cho nên, ta mang đi. Có thể được cháu trai ta hấp thu, là vinh hạnh của đám người tiền sử các ngươi. Nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Phía chân trời, giọng nói kia có chút dữ tợn, Diệp Huyên. Cô gái thần bí vẫn chưa rời đi, mà là tiếp tục tiến sâu vào, dọc theo đường đi, nàng ta hoành hành không hề kiêng nể, đi qua một chỗ là giết một chỗ, nhưng nàng ta đều không giết sạch, hơn nữa còn để lại một câu, cháu trai Diệp Huyên của ta. Sao kiếm tẩu thiên phong, ý nói không theo quy tắc bình thường, dùng những biện pháp hoàn toàn mới để giải quyết vấn đề. Cùng với sự tàn sát điên cuồng của cô gái thần bí, cả Bắc Hoang đầy tiếng kêu rên. Nhưng rất nhanh, cô gái thần bí chạy rồi. Bởi vì hình như nàng ta đã bị thương. Điều này làm cho các thế lực thần bí ở Bắc Hoang thở phào một hơi, cô gái này trông có vẻ cũng không phải vô địch. Nhưng, bọn họ vẫn như cũ không làm gì được nàng ta, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nàng ta chạy thoát. Sau khi cô gái thần bí chạy đi, cả Bắc Hoang khôi phục sự yên bình, nhưng không bao lâu sau, trong Bắc Hoang lại trở nên náo nhiệt, giống như đang thảo luận cái gì. Điều đáng nói là, cô gái thần bí không chỉ cưỡng ép mang đi một vài linh hồn ngủ say ở đây, còn mang đi vô số chí bảo thần bí. Đều là tài sản của những thế lực này. Đây rõ ràng là cướp bóc. Cướp bóc một cách trắng trợn. Chỉ chốc lát, trong Bắc Hoang, nơi nơi đều tràn ngập sự tức giận sát ý. Đạo môn. Nơi tu luyện, Diệp Huyên ngồi lặng im, quanh người hắn có một ngọn lửa lờ mờ đang thiêu đốt. Thiêu đốt tuổi thọ. Hiện tại hắn đang thiêu đốt tuổi thọ, để từ đó thu được lực lượng mạnh mẽ. Mà sau khi thiêu đốt tuổi thọ, hắn phát hiện, hắn đích thực thu được một lực lượng thần bí và mạnh mẽ. Thọ mệnh chi lực. Lực lượng này không phải nhờ tu luyện ra, là đốt ra. Không thể không nói, đây quả thật là kiếm tẩu thiên phong. Nhưng lực lượng này thật sự rất mạnh. Diệp Huyên từ từ nắm chặt tay phải, không gian trong phạm vi vạn dặm xung quanh lập tức trở nên hư ảo, mà lực lượng trong tay phải hắn vẫn đang càng ngày càng mạnh hơn theo sự thiêu đốt tuổi của hắn. Trước mặt Diệp Huyên, Tam cô nương lặng im đứng nhìn. Đối với Diệp Huyên, bà ta thật ra rất hiếu kỳ, bởi vì cho dù đạo môn dốc hết toàn lực, cũng tra ra thân phận thật của Diệp Huyên. Ở vũ trụ này, người có thể khiến đạo môn cũng không tra ra được, thật sự không có nhiều. Quan trọng nhất là người này hình như còn có một thế lực to lớn, mà đạo môn cũng hoàn toàn không biết gì về thế lực to lớn này. Rất thần bí. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở mắt, phần áo trên cánh tay phải của hắn hóa thành tro tàn trong nháy mắt, toàn bộ cánh tay phải nổi đầy gân xanh,
tràn ngập một lực lượng cực kỳ điên cuồng. Thọ nguyên chi lực. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tam cô nương, ta cảm giác ta sắp không khống chế nổi lực lượng này nữa rồi. Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, người phải học được cách khống chế nó. Diệp Huyên vội vàng hỏi, làm thế nào để khống chế? Tam cô nương nói, trước tiên khoan hãy thiêu đốt tuổi thọ. Diệp Huyên gật đầu, vội vàng ngừng thiêu đốt tuổi thọ, tuy rằng đã ngừng thiêu đốt tuổi thọ, nhưng lực lượng trong cơ thể hắn vẫn khó khống chế như trước. Hắn thậm chí cảm giác chính mình chuẩn bị nổ tan xác. Bởi vì quá mạnh. Hơn nữa, hắn cảm thấy cơ thể hắn giống như sắp hư thoát rồi. Không chỉ cơ thể sắp không chịu nổi, thần hồn của hắn cũng sắp không chịu được nữa rồi. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên nói, tuy rằng lực lượng này mạnh, nhưng ngươi phải biết rằng, nó là của ngươi. Nó là do ngươi thiêu đốt tuổi thọ mà ra, mà tuổi thọ cũng là của ngươi, cho nên, ngươi có thể thử giao tiếp với nó. Diệp Huyên chớp mắt, giao tiếp. Tam cô nương gật đầu, cảm nhận nó, dung hợp với nó, làm cho nó cũng thành một phần cơ thể của ngươi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hoàn toàn khống chế nó, thu phóng tự nhiên. Nói xong, bà ta dừng một chút, lại nói, sở dĩ rất nhiều người của đạo môn không thể tu luyện mệnh quyền, nguyên nhân chủ yếu chính là bọn họ không có tìm được cách khống chế thích hợp. Diệp Huyên gật đầu, ta thử xem. Nói xong, hắn từ từ nhắm mắt, tịnh khí ngưng thần. Cảm nhận lực lượng kia. Dần dần, Diệp Huyên phát hiện, tuy rằng lực lượng này điên cuồng bá đạo, nhưng lại có chút ỉ lại vào cơ thể hắn, không đúng, phải nói có chút gần gũi với cơ thể hắn. Bất kỳ lực lượng nào, nếu không có cơ thể chống đỡ, đều giống như nhánh bèo không dễ. Mà lực lượng này là do hắn tạo ra, chỗ ỉ lại nhất đương nhiên là hắn, chỉ cần dùng phương pháp đúng, hắn có thể khống chế lực lượng này một cách vô cùng dễ dàng. Diệp Huyên bắt đầu thử dung hợp với lực lượng này, mới đầu có hơi khó khăn, nhưng dần dần, hắn phát hiện, lực lượng này không còn kháng cự hắn như trước nữa. Cảm nhận được điều này, Diệp Huyên vui vẻ trong lòng. Hấp dẫn. Cứ như vậy, sau khoảng 3 ngày, Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất đột nhiên đứng lên, hắn nắm chặt tay phải, trong phút chốc, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm lập tức trở thành trong suốt. Trên nắm đấm của hắn tỏa ra một ngọn lửa màu đỏ máu lờ mờ. Mệnh quyền. Diệp Huyên nhìn nắm đấm của mình, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Giờ phút này, hắn cảm nhận được lực lượng vô tận. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên cười nói, như vậy đã thỏa mãn rồi sao? Diệp Huyên nhìn Tam cô nương cười nói, mệnh quyền của ngươi chỉ vừa nhập môn mà thôi, hơn nữa, uy lực chưa được 1/10 so với mệnh quyền chân chính. Không chỉ như thế, lúc trước ngươi thiêu đốt tuổi thọ cũng chỉ mới thiêu đốt 50 năm, nếu ngươi thiêu đốt mấy trăm năm, ngươi sẽ phát hiện cái gì mới là lực lượng. Diệp Huyên có chút tò mò, nếu như ta thiêu đốt 1000 năm thì sao? Tam cô nương cười nói, cơ thể hiện tại của ngươi không chịu nổi, với cơ thể hiện tại của ngươi, nhiều nhất chỉ có thể thiêu đốt 200 năm tuổi thọ, mà 200 năm tuổi thọ đủ để ngươi thu được lực lượng vượt qua cảnh giới này của ngươi. Diệp Huyên tò mò, uy lực cụ thể lớn đến mức nào? Hắn cũng muốn thử một chút, nhưng cái giá phải trả quá lớn. Thử một chút sẽ mất 200 năm tuổi thọ. Không thử nổi. Tam cô nương suy nghĩ, sau đó nói, nếu ngươi thiêu đốt 200 năm tuổi thọ, lực lượng của ngươi hẳn là có thể dễ dàng giết một vị cao thủ thần cảnh trong giây lát. Vô cùng dễ dàng. Diệp Huyên trầm giọng nói, phía trên thần cảnh là gì? Tam cô nương cười nói, đây không phải điều ngươi nên quan tâm. Hiện tại ngươi nên quan tâm chính là vấn đề tuổi thọ. Ngươi phải biết rằng, bây giờ ngươi chỉ còn lại chưa đến 800 năm tuổi thọ. Đừng nhìn quá nhiều, ngươi chơi mấy lần mệnh quyền là đã mất rồi. Hơn nữa, hiện tại cơ thể và thần hồn của ngươi không phải đặc biệt mạnh, ngươi thi triển vài lần, không chỉ có tuổi thọ không chịu nổi, ngay cả thần hồn và cơ thể cũng khó có thể chịu đựng nổi. Cho nên, ngươi vẫn cần nghĩ cách nâng cao cơ thể và thần hồn thêm nữa. Diệp Huyên nhìn về phía Tam cô nương. Tam cô nương vội vàng nói, đừng nhìn ta. Cơ thể và thần hồn của ngươi đều đã đạt đến giới hạn của ngươi rồi, muốn tăng lên nữa là vô cùng khó. Ta cũng không giúp được ngươi.
Diệp Huyên có chút tò mò, Tam cô nương, cơ thể của ngươi là cảnh giới gì? Tam cô nương nói, thần cảnh. Diệp Huyên vội vàng hỏi, làm thế nào đạt đến thần cảnh? Tam cô nương nhìn thấy Diệp Huyên, dựng thẳng một ngón tay lên, ta đã dùng 100 năm để đạt đến thần cảnh. 100 năm. Diệp Huyên hóa đá tại chỗ. Tam cô nương cười nói, ngươi từ từ trải qua, cũng có thể đạt tới thần cảnh thôi. Diệp Huyên cười khổ, ta cũng muốn, nhưng sợ là kẻ địch của ta không cho ta thời gian 100 năm. Tam cô nương giang tay, vậy ta lực bất tòng tâm rồi. Diệp Huyên trầm lặng một lát, sau đó hắn ôm quyền, cho dù thế nào, Tam cô nương, đa tạ. Tam cô nương gật đầu, bây giờ ngươi muốn trở về sao? Diệp Huyên gật đầu, vũ trụ ngũ duy còn có một chuyện chờ ta xử lý, ta phải đi về một chuyến, cũng thuận tiện nhìn xem có thể nâng cao thần hồn và cơ thể của ta không. Tam cô nương khẽ gật đầu, thần hồn của ngươi có lẽ còn có thể tăng lên, nhưng cơ thể này, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không thể nhắc tăng lên thêm. Trừ phi là gặp được kỳ ngộ nào đó, nhưng cũng rất khó. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cơ thể hắn vừa mới đột phá lên quy nhất cảnh, muốn đột phá tiếp, như Tam cô nương nói, nếu không có kỳ ngộ gì đặc biệt, cơ bản là không có khả năng. Mà trên thế gian này cơ bản không có thú huyết nào mạnh hơn so với máu của Tổ Long. Cho dù có, chính mình sợ là cũng không thể đánh lại. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên nói, ta còn có việc phải xử lý, nên đi trước. Nếu ngươi cần gì, hoặc là có chỗ nào không hiểu, cũng có thể đến đạo môn ta. Diệp Huyên ôm quyền, đa tạ. Tam cô nương khẽ gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, Tam cô nương. Tam cô nương xoay người nhìn về phía Diệp Huyên, hắn cười nói, ngươi nói ta có một kẻ địch rất mạnh, có thể nói một chút không? Tam cô nương suy nghĩ, sau đó lắc đầu, Diệp công tử, thật xin lỗi, chúng tôi không muốn dính vào vũng nước đục này. Bất kể là ngươi hay là đối phương, cũng đều không phải người đạo môn ta có thể đắc tội, ta chỉ muốn đạo môn tiếp tục phát triển yên ổn. Nói xong, bà ta xoay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyên trầm lặng. Rốt cuộc là ai đứng sau muốn hại hắn? Diệp Huyên không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Nơi nào đó, Tam cô nương nhìn Diệp Huyên đi về phía chân trời, nhẹ giọng nói, hy vọng vẫn còn cơ hội gặp lại. Nói xong, bà ta xoay người rời đi, còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên nheo mắt, tay phải nắm chặt, một lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ từ trong tay bà ta. Tiếng cười vang lên từ phía sau Tam cô nương, người đánh không lại ta. Tam cô nương nhẹ giọng nói, các hạ, không thể tha cho đạo môn ta hay sao? Giọng nói kia cười nói, ngươi có biết hắn là người ta muốn giết, lại còn muốn giúp hắn, ngươi là muốn để hắn trở nên càng mạnh hơn, sau đó gây khó dễ cho ta, đúng không? Tam cô nương lắc đầu, chỉ đơn giản là muốn kết thúc ân oán giữa đạo môn ta và hắn, không hơn. Giọng nói kia trầm lặng. Tam cô nương từ từ nhắm mắt, mà trong tay phải của bà ta, lực lượng trở nên càng ngày càng mạnh. Bầu không khí tại đây ngày càng căng thẳng. Đúng lúc này, giọng nói kia đột nhiên cười nói, thôi. Sư tôn của ngươi dù sao cũng là một người đáng kính, ta sẽ không làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy. Cô nương, về sau đừng chơi mấy trò khôn vặt nữa. Bởi vì ngươi không có cơ hội thứ hai, hiểu không? Tam cô nương gật đầu, đại lão dạy bảo rất đúng. Ta nhớ rồi. Giọng nói kia cười ha ha, thật là một người thông minh, ngươi thông minh hơn nhiều so với đạo lão nhị kia. Bảo trọng. Tiếng nói vừa dứt, xa xa Tam cô nương lập tức thở phào nhẹ nhõm, bà ta xoay người, trước mặt bà ta trống không. Đối phương đã đi rồi. Tam cô nương nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, ta thương tiếc cho ngươi. Chấm 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 chấm. Trong tinh không nào đó, Diệp Huyên ngự kiếm mà đi. Quay về vũ trụ ngũ duy. Hắn đã ra ngoài được một khoảng thời gian. Tuy rằng mối đe dọa từ đạo môn đã không còn, nhưng có khá nhiều chuyện ở vũ trụ ngũ duy, rất nhiều chuyện vẫn cần hắn xử lý. Đúng lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một cô gái đứng đó. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu xanh lá đậm,
trên váy vẽ cảnh sơn thủy, rất dịu dàng nho nhã. Sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc, bởi vì đối phương xuất hiện không chút tiếng động. Cô gái mỉm cười, đừng căng thẳng, ta là người tốt. Diệp Huyên nhìn thoáng qua cô gái, người xấu bình thường đều nói như vậy. Cô gái cười ha ha, người nói cũng không sai. Diệp Huyên trầm giọng nói, các hạ là ai? Cô gái suy nghĩ, sau đó nói, người nên gọi ta là gì? Nói xong, nàng ta khẽ nhếch miệng, kiểu ruột thịt đấy. Gì nhỏ? Người thân? Đầu óc Diệp Huyên mù mịt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái cười nói, người không quen ta cũng là chuyện bình thường, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Diệp Huyên liếc nhìn cô gái, người thật sự là gì nhỏ ta? Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên hỏi, người chứng minh bằng cách nào? Cô gái cười nói, ta thật sự không biết nên chứng minh thế nào. Diệp Huyên nhìn cô gái, không nói gì. Cô gái ngẫm nghĩ, sau đó nói, nhưng mà, người có thể hỏi ta một vài chuyện, ta nghĩ có lẽ ta vẫn có thể trả lời được. Diệp Huyên lập tức hỏi, Thanh Nhi là ai? Cô gái cười nói, nàng ấy tên là Thiên Mệnh, đến từ vũ trụ Tam Duy, mà cô gái váy trắng bây giờ cũng không phải là bản thể thật sự, đương nhiên, thực lực hiện tại của nàng ta đã vượt xa bản thể trước đây rồi. Ngoài nàng ta, còn có cô gái áo bào trắng kia, nàng ta tên Đồ, là chủ nhân trước đây của kiếm Thiên Chu trong tay ngươi, nàng ta cũng là Thanh Nhi, từng là một trong bốn phân thân. Diệp Huyên trầm giọng nói, hai người còn lại đi đâu rồi? Cô gái nhẹ giọng nói, hai người còn lại rất lâu trước đây đã bị cô gái váy trắng Thanh Nhi của ngươi giết rồi. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Cô gái nhìn Diệp Huyên, cười nói, bởi vì hai Thanh Nhi kia ngăn cản nàng ta, vì vậy nàng ta giết chết bọn họ rồi. Diệp Huyên khá hiếu kỳ, vì chuyện gì mà ngăn cản Thanh Nhi? Cô gái cười nói, bởi vì ngươi đấy, Thanh Nhi váy trắng của ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh vì ngươi. Nhưng tiền đề là phải diệt đạo, vì vậy, nàng ta lựa chọn tiêu diệt chúng sinh, mà hai người còn lại muốn ngăn cản nàng ta, nên bị nàng ta giết chết rồi. Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái khẽ vuốt tóc bên tai, cười nói, còn muốn hỏi chuyện gì nữa? Diệp Huyên nhìn cô gái, phụ thân ta là ai? Cô gái cười nói, cái này thì ta không tiện nói cho ngươi. Sau này ngươi sẽ biết. Diệp Huyên gọi, vậy mẫu thân ta thì sao? Cô gái khẽ cười, mẫu thân ngươi không phải người bình thường, rất không tầm thường. Thật ra, trong cơ thể ngươi còn có một loại huyết mạch, nhưng ngươi vẫn chưa kích hoạt được. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, còn có một loại huyết mạch. Cô gái gật đầu, đúng, một loại huyết mạch rất mạnh, nhưng, ngươi vẫn chưa có được năng lực thức tỉnh. Hơn nữa, huyết mạch phong ma của ngươi bây giờ quá kinh khủng. Nó trực tiếp chấn áp huyết mạch kia rồi, vì vậy ngươi cứ chậm chạp chưa thể thức tỉnh. Diệp Huyên nói, ta có hai loại huyết mạch. Cô gái cười nói, đúng vậy. Hơn nữa, huyết mạch còn lại cũng rất mạnh, đương nhiên về uy lực thì không bằng huyết mạch phong ma của ngươi, nhưng một huyết mạch còn lại của ngươi lại khá đặc biệt, tác dụng cũng không phải nâng cao sức mạnh. Diệp Huyên hiếu kỳ, vậy là dạng bổ trợ sao? Cô gái gật đầu, xem là vậy đi. Diệp Huyên thấp giọng nói, có lợi hại không? Cô gái cười nói, chắc chắn rất lợi hại. Diệp Huyên hỏi, ta phải kích hoạt thế nào? Cô gái khẽ chớp mắt, người muốn kích hoạt sao? Diệp Huyên gật đầu. Cô gái cười nói, ta giúp ngươi. Nói rồi, nàng ta đi đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên khẽ siết chặt tay phải, trong lòng âm thầm đề phòng. Cô gái lắc đầu cười, người không cần đề phòng ta. Nếu ta muốn giết ngươi thì ngươi căn bản không thể chống đỡ được. Cho dù ngươi thiêu đốt 1.000 năm thọ nguyên để thi triển mệnh quyền gì đó cũng không phải là đối thủ của ta. Diệp Huyên nhìn thẳng cô gái, tại sao cô lại biết ta tu luyện mệnh quyền? Cô gái cười nói, bởi vì ta vẫn luôn âm thầm quan sát ngươi trong tối. Diệp Huyên hỏi, quan sát ta làm gì? Cô gái chớp mắt, thân là gì nhỏ quan sát cháu ngoại một chút thì có gì không được sao? Diệp Huyên im lặng. Cô gái cười nói, có muốn kích hoạt huyết mạch không? Diệp Huyên vẫn im lặng, cô gái lắc đầu cười, xem ra, người vẫn không tin ta.
nếu đã như vậy thì ngươi có thể thi triển mệnh quyền của ngươi đánh ta thử xem. Diệp Huyên nhìn cô gái, vậy ta không khách khí nữa. Nói xong, hắn đột nhiên rút kiếm ra. Một kiếm miểu sát. Một kiếm diệt gọn này, hắn đã tu luyện đến cực hạn, cho dù không dùng kiếm tốt nhất thì tốc độ và uy lực cũng đạt đến cực hạn. Hơn nữa hắn và cô gái này cách gần nhau như vậy, cho dù cô gái này là cao thủ thần cảnh đỉnh cao thì chắc chắn cũng không ngăn được một kiếm này. Thế nhưng, Diệp Huyên bỗng ngây người. Bởi vì một kiếm này của hắn đã bị hai ngón tay giữ lại. Là tay của cô gái đó. Cô gái giữ kiếm Diệp Huyên, cười nói kiếm rất nhanh. Đáng tiếc, tốc độ như vậy cũng không uy hiếp được ta. Nói rồi, nàng ta thả lỏng tay. Diệp Huyên trầm mặc. Hắn biết, thực lực cô gái này vượt xa hắn, như lời đối phương đã nói, đối phương muốn giết hắn thì hắn căn bản không thể ngăn được. Cô gái cười nói, bây giờ đã tin ta rồi chứ. Diệp Huyên nhìn cô gái, ngươi tìm ta làm gì? Cô gái chớp mắt, có người bảo ta đến giúp ngươi, bởi vì bây giờ ngươi quá yếu. Yếu như vậy, sau này không thể chống lại được nguyên nhân tai ách được. Diệp Huyên sửng sốt sau đó nói, có người bảo cô đến giúp ta. Cô gái gật đầu, đúng. Diệp Huyên hỏi, là người nào? Cô gái cười nói, một người mà ngươi cũng rất quen thuộc. Còn là ai thì ta không nói cho ngươi. Dù sao thì ta cũng là đến giúp ngươi. Diệp Huyên nhìn cô gái, giúp thế nào? Cô gái quan sát Diệp Huyên, sau đó nói, đầu tiên, là phải giúp ngươi kích hoạt huyết mạch chi lực, để huyết mạch chi lực kia của ngươi được hoạt động. Tiếp theo, thần hồn của ngươi khá yếu, ta có thể giúp ngươi nâng cao thần hồn của ngươi, để thần hồn của ngươi đạt đến tầm cao mới. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, cô có thể giúp ta nâng cao thần hồn. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó hỏi, thật sao? Cô gái cười nói, ta lừa ngươi thì có ích gì sao? Diệp Huyên trầm mặc. Hắn không biết cô gái này rốt cuộc có phải là gì nhỏ của mình không, nhưng cao thủ như vậy hẳn sẽ không đến tìm mình để đùa giỡn đâu nhỉ. Huống hồ, đối phương biết rõ mấy người thanh nhi như vậy, rõ ràng đối phương có thể cũng đến từ vũ trụ tam duy. Cô gái đột nhiên nói, ta kích hoạt huyết mạch của ngươi trước đi. Đương nhiên, nếu thực sự ngươi vẫn chưa tin ta thì cũng có thể không cần kích hoạt, đúng lúc ta cũng đang bận. Diệp Huyên nhìn cô gái, kích hoạt huyết mạch còn lại, vậy hai loại huyết mạch có xung đột không? Cô gái cười nói, xung đột hay không, thì phải xem bản thân ngươi. Diệp Huyên nhíu mày, xem ta. Cô gái gật đầu, ngươi phải nhớ rõ, cho dù là huyết mạch phong ma. Hay là một huyết mạch khác thì ngươi mới chính là chủ nhân của chúng, chứ chúng không phải chủ nhân của ngươi, có hiểu không? Diệp Huyên thấp giọng nói, ta hiểu rồi. Cô gái cười nói, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ? Diệp Huyên chần chừ, sau đó nói, cô và mẫu thân ta thật sự là tỉ muội. Cô gái gật đầu, đúng. Diệp Huyên nhìn thẳng cô gái, cũng có nghĩa là, cô cũng sở hữu huyết mạch giống hệt ta, đúng chứ? Cô gái khẽ cười, đúng. Diệp Huyên cười nói, có thể cho ta xem được không? Cô gái cười ha ha, nhóc con cẩn trọng thật, nhưng mà như vậy cũng là chuyện tốt. Nói xong, nàng ta mở bàn tay ra, sau đó, cả người nàng ta đột nhiên xuất hiện một luồng quang mang màu xanh biếc. Không chỉ vậy, Diệp Huyên còn phát hiện, mạch máu trên tay phải nàng ta bỗng chốc sưng to lên. Đó là mạch máu màu xanh biếc. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, đây là huyết mạch gì? Cô gái chớp mắt, huyết mạch bất tử. Diệp Huyên nhíu mày, huyết mạch bất tử. Cô gái cười nói, huyết mạch bất tử, huyết mạch kích hoạt thì sẽ sở hữu sức mạnh tự lành cực kỳ kinh khủng. Nếu tu luyện đến cực hạn, chỉ cần ngươi không phải bị người ta dùng một chiêu giết chết thì dù có bị vết thương lớn đến đâu cũng có thể tự lành. Ngay cả thân xác bị đánh nát thì huyết mạch này cũng có thể tự động hồi phục thân xác ngươi. Không chỉ thân xác, mà dù thần hồn ngươi bị đánh vỡ cũng có thể lập tức ngưng tụ thần hồn lại. Nói đơn giản thì chỉ cần ngươi không bị đối phương trực tiếp tiêu diệt, thì ngươi sẽ không chết. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, kinh khủng như vậy. Cô gái gật đầu, cười nói, chính là kinh khủng như vậy. Có thể nói, sau khi kích hoạt huyết mạch này,
trên thế gian này ngoài kiểu thực lực đấng cao siêu ra, thì có rất rất ít người có thể giết chết ngươi, hoặc nói cách khác, ngươi muốn chết cũng khó. Diệp Huyên thấp giọng nói, ngươi nói đấng cao siêu là ý nói kiểu nào? Cô gái chỉ vào bản thân, ví dụ kiểu như ta. Diệp Huyên. Cô gái lại nói, còn có kiểu như Thanh Nhi nhà ngươi nữa. Một kiếm của nàng ta chém xuống thì huyết mạch gì cũng không dùng được. Bởi vì nàng có thể dùng một kiếm chặt đứt tất cả, đúng nghĩa đen là tiêu diệt một người. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nói rồi, hắn nhìn cô gái, giúp ta kích hoạt huyết mạch đi. Cô gái cười nói, được thôi. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đè lên vai Diệp Huyên. Ầm. Thoáng chốc, toàn thân Diệp Huyên đã run rẩy dữ dội, ngay sau đó, máu huyết trong cơ thể hắn đột nhiên dao động điên cuồng. Huyết mạch phong ma đang phản kháng. Cô gái khẽ cười, ta phải áp chế huyết mạch phong ma của ngươi trước, ngươi phối hợp chút đi, đừng phản kháng, nếu không nó sẽ không để một huyết mạch khác của ngươi thức tỉnh đâu. Nói xong, tay phải nàng ta khẽ dùng lực. Ầm. Trong chớp mắt, huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Huyên lập tức bị một luồng sức mạnh trấn áp. Cảm nhận được chuyện này, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng hơn. Thực lực cô gái này thực kinh khủng. Vậy mà có thể dễ dàng trấn áp huyết mạch phong ma như vậy. Lúc này, cô gái khẽ cười, tay phải nàng nhẹ nhàng nâng lên. Ầm. Hai mắt Diệp Huyên trợn tròn, lúc này, hắn cảm thấy trong cơ thể mình như có gì đó muốn bay ra vậy. Dần dần, quanh người hắn đã xuất hiện một luồng quang mang màu xanh biếc. Huyết mạch bất tử. Mà khi Diệp Huyên phát hiện, thì máu huyết trong người hắn bắt đầu dần biến thành màu xanh biếc. Máu huyết đang thay đổi. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt, lúc này, hắn có chút có cảm tê dại. Bởi vì huyết mạch chi lực lúc này khá thoải mái. Huyết mạch phong ma rất mạnh mẽ, nhưng không thể khống chế, hơn nữa người sẽ phát điên, cảm giác như vậy thực sự chẳng tốt đẹp gì. Nhưng huyết mạch này thì không giống, huyết mạch này khiến hắn cảm thấy thoải mái. Dần dần, máu huyết cả người Diệp Huyên chậm rãi thay đổi. Mà quá trình này, Diệp Huyên không hề khó chịu gì. Qua một lúc lâu, Diệp Huyên như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn cô gái, vừa nãy mới nói có thể giúp ta nâng cao thần hồn. Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên tò mò, nâng cao thế nào? Cô gái cười nói, dùng hồn bổ hồn. Diệp Huyên nhíu mày, dùng hồn bổ hồn. Cô gái gật đầu, không lâu trước đây ta nhặt được một nhóm linh hồn khá mạnh, đợi ngươi hấp thụ xong rồi, hắn ngươi sẽ có thể đột phá được cực hạn thần hồn của mình. À, lúc ta đi, sẽ để lại cho ngươi một ít tài sản, đủ để giúp ngươi thay đổi cả vũ trụ ngũ duy này. Diệp Huyên chớp mắt, tài sản. Cô gái cười nói thế nào thì ngươi cũng là cháu trai ta, chắc chắn ta phải đối tốt với ngươi chứ. Gì nhỏ? Diệp Huyên liếc nhìn cô gái, bây giờ hắn có thể chắc chắn, cô gái này chắc chắn có quan hệ với mẫu thân hắn. Bởi vì huyết mạch chi lực mới này của hắn và huyết mạch chi lực của cô gái cũng đều như nhau. Huống hồ, đối phương còn biết được nhiều chuyện như vậy. Đối phương thật sự đến để giúp mình sao? Trực giác nói cho hắn biết, mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Nhưng hắn lại không nói ra được chỗ nào không đúng. Lúc này, cô gái thần bí khẽ cười, chớ có nghĩ nhiều, cứ cảm thụ huyết mạch của ngươi đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Lúc này cả cơ thể hắn đều trở nên ấm áp, vô cùng dễ chịu. Không thể không nói. Lúc này hắn có phần phấn khích. Nếu huyết mạch bất tử thật sự kinh khủng như vậy, cộng thêm đạo thể của hắn, ai có thể giết chết hắn chứ? Hơn nữa, hắn còn có vảy của tổ long, một khi lấy vảy đó làm thánh bảo giáp, có thể nói thân xác hắn sẽ đạt đến cực hạn, chính là đứng trước mặt cao thủ quy nhất cảnh thì đối phương cũng không chém chết được hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên lại càng mong chờ. Dưới sự trợ giúp của cô gái, huyết mạch phong ma trong cơ thể hắn đã bị trấn áp hoàn toàn, còn huyết mạch mới lại dần làm chủ cơ thể hắn, huyết mạch bất động hơn 20 năm sau khi lấy lại tự do, nó còn phấn khích hơn cả Diệp Huyên. Khoảng chừng sau hơn nửa canh giờ, cô gái thu tay về,
nàng ta lùi sang bên cạnh, cười nói, được rồi. Diệp Huyên mở bừng hai mắt, hai tay hắn siết chặt, thoáng chốc, máu huyết trong cơ thể hắn chuyển động nhanh chóng, quanh người hắn lại xuất hiện từng luồng sáng xanh biếc. Rất thoải mái. Diệp Huyên nhìn cô gái, huyết mạch này của ta kích hoạt thành công rồi sao? Cô gái gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó hỏi, vậy huyết mạch phong ma của ta thì sao? Cô gái cười nói, huyết mạch phong ma của ngươi cũng không biến mất, nhưng tạm thời đã bị ta trấn áp, sau này khi người muốn dùng thì nó sẽ xuất hiện, nhưng, dưới tình huống bình thường ngươi cũng không dùng đến, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, chuyện này thì đúng. Cô gái lại nói, thật ra, ta có thể khiến hai huyết mạch cùng tồn tại, nhưng ngươi hiện tại e rằng sẽ khó mà khống chế được, vì vậy ta chỉ có thể tách chúng ra, sau này ngươi có thể dần dần thử kiểm soát. Khi ngươi có thể để hai huyết mạch cùng tồn tại rồi thì sẽ rất thú vị, bởi vì huyết mạch bất tử này đúng lúc lại bù đắp khuyết điểm huyết mạch phong ma của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Huyết mạch phong ma chẳng khác gì tự hại mình, còn huyết mạch bất tử này lại có thể hồi phục thân thể. Lúc này, cô gái đột nhiên nói, huyết mạch chi lực này, sau này ngươi cứ dần dần rèn rũa đi. Bây giờ ta giúp ngươi nâng cao thần hồn thôi. Nói rồi, nàng ta mở lòng bàn tay, một lọ ngọc trắng xuất hiện trong tay nàng ta. Diệp Huyên tò mò, đây là... Cô gái cười nói, linh hồn. Linh hồn. Diệp Huyên liếc nhìn, ngay sau đó, sắc mặt hắn đã trở nên nặng nề chưa từng thấy. Linh hồn bên trong ít nhất cũng hơn cả nghìn rồi. Mà những linh hồn này thấp nhất cũng là thần cảnh đỉnh cao, còn có rất nhiều linh hồn có thể đã vượt qua thần cảnh. Diệp Huyên nhìn cô gái, trong lòng vô cùng kinh sợ, đây là... Cô gái khẽ cười, đều là một vài người xấu, bị ta giết chết, ừ, ta đã xóa bỏ tất cả ký ức của bọn chúng. Bây giờ đối với ngươi mà nói đây chính là vật cực bổ, sau khi hấp thụ những linh hồn này, thần hồn ngươi hẳn có thể đạt đến trình độ rất kinh khủng. Diệp Huyên nhìn bình ngọc trắng kia, không nói gì. Cô gái cười nói, đang lo lắng sao? Diệp Huyên nhìn cô gái, những linh hồn này quá mạnh. Cô gái cười ha ha, nếu không mạnh thì cho ngươi hấp thụ cũng vô dụng. Diệp Huyên trầm mặc. Cô gái cười nói, xem ra. Ngươi vẫn cảm thấy ta sẽ hại ngươi. Thật là, nếu ta muốn hại ngươi, bây giờ ta ra tay thì ngoài Thanh Nhi nhà ngươi đến đây, thật sự không ai có thể cứu được ngươi cả. Ngươi nên biết, ta không nói dối, đúng không? Diệp Huyên vẫn im lặng. Cô gái lắc đầu cười, nhóc con, ta xem ngươi là cháu trai ta nên mới nói với ngươi nhiều như vậy. Nếu ngươi muốn bản thân trở nên mạnh hơn thì đừng xem thường những linh hồn này. Nhưng cũng không phải không thể, ta cũng không bắt ép ngươi. Nói rồi, nàng ta lấy lại bình ngọc trắng. Diệp Huyên bỗng hỏi, mẫu thân ta bây giờ đang ở đâu? Cô gái cười nói, ở một nơi rất xa. Diệp Huyên hỏi, bao xa? Cô gái ngẫm nghĩ, sau đó nói, bao xa thì ta không biết, dù sao thì cũng rất rất xa, phụ thân ngươi cũng vậy, rất nhiều người đều đang giúp ngươi chống lại nguyên nhân tai ách. Nói rồi, nàng ta giơ bình ngọc trắng lên, muốn hay không đây? Hơn một vạn linh hồn cao thủ siêu cấp, không những có thể khiến thần hồn ngươi mạnh thêm, mà còn có thể khiến kiếm trấn hồn của ngươi thay đổi về chất. Diệp Huyên cười nói, muốn. Cô gái đưa bình ngọc trắng cho Diệp Huyên, Diệp Huyên nhận lấy bình ngọc trắng, nhưng hắn không hấp thụ ngay. Cô gái chớp mắt, bây giờ ngươi hấp thụ thì ta có thể giúp ngươi nâng cao. Diệp Huyên khẽ cười, không vội. Gì nhỏ, không phải mới nói còn có một vài bảo vật muốn đưa cho ta sao? Cô gái cười nói, đương nhiên. Nói rồi, nàng ta lấy một nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên liếc nhìn nhẫn chứa đồ, sau đó vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng. Cô gái khẽ cười, động lòng sao? Diệp Huyên nhìn cô gái, gật đầu. Bảo vật trong nhẫn chứa đồ ước chừng có thể thay đổi cả vũ trụ ngũ duy. Khiến vũ trụ ngũ duy đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Cô gái nhìn xung quanh, ta cũng phải đi rồi. Tự ngươi bảo trọng. Diệp Huyên nhìn cô gái, đi đâu? Cô gái cười nói, một nơi rất xa, sau này còn có cơ hội gặp mặt. Nói xong, nàng ta quay người rời đi.
dưới tầm mắt của Diệp Huyên, cô gái đã biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên đứng tại chỗ nhìn bình ngọc trắng và nhẫn chứa đồ trong tay. Lúc này, Diệp Chi Mệnh trong tháp giới ngục bỗng lên tiếng, người không tin cô gái này. Diệp Huyên gật đầu. Diệp Chi Mệnh có phần không hiểu, tại sao? Diệp Huyên nhẹ giọng nói, không có gì lại ân cần, không gian cũng là trộm. Thần hồn ta không đủ mạnh, sau đó lập tức đã có người đến đưa cho ta linh hồn mạnh để ta hấp thụ, vũ trụ ngũ duy ta muốn phát triển, sau đó có người đến cho ta bảo vật đủ để thay đổi cả vũ trụ ngũ duy, đây là trùng hợp sao? Có lẽ là trùng hợp, nhưng ta không thể không cẩn trọng chút ít. Nhớ đâu có người gài bẫy ta thì ta không phải xong chuyện rồi sao? Diệp Chi Mệnh thấp giọng nói, ngươi cảm thấy nàng ta có phải là gì nhỏ ngươi không? Diệp Huyên nhìn thân thể bản thân, sau đó nói, nàng ta có cùng huyết mạch với ta, có lẽ không phải là giả, nhưng, nàng ta xuất hiện có chút nghi hoặc, hơn nữa. Nói rồi, hắn nhìn bình ngọc trắng và nhẫn chứa đồ trước mặt, nhưng linh hồn mạnh này vừa nhìn đã biết lai lịch không đơn giản, lại thêm những bảo vật này, ta cảm thấy có thể nàng ta đã đi đánh cướp một thế lực lớn mạnh, nói chung, ta vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Đến lúc đó ta đến U Minh Điện một chuyến. Hỏi gì cả kia thử, xem bà ấy có quen gì nhỏ này hay không, nếu quen thì đúng là người mình, đương nhiên là tốt rồi, còn nếu không quen. Nói đến đây, hắn cũng không nói gì thêm. Diệp Chi Mệnh cũng trầm mặc. Hai người đều không muốn nghĩ đến chuyện xấu. Lúc này, Diệp Huyên nói, bây giờ ta đến U Minh Điện một chuyến. Nói xong, hắn đã muốn rời đi, mà lúc này bỗng xảy ra dị biến. Bình ngọc trắng trong tay hắn đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, vô số linh hồn tuôn ra như thủy triều đi vào giữa hàng mày. Thân thể Diệp Huyên run rẩy kịch liệt, một luồng hơi thở linh hồn mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn sôi sục, không gian xung quanh cũng dao động dữ dội, giống như bị chấn động, vô cùng kinh người. Xong rồi. Đây là suy nghĩ trong đầu Diệp Huyên. Đối phương lại cưỡng ép. Đây chắc chắn là cái bẫy mà. Mẹ nó! Cô gái này thực sự là gì nhỏ mình sao? Ở bên kia, cô gái thần bí nhìn Diệp Huyên ở phía xa, vẻ mặt tươi cười lạnh nhạt, đúng là một tên nhóc cẩn trọng, vậy mà cũng không thể lừa được. Nhưng, nhân quả này, người không nhận cũng phải nhận. Cách đó không xa, Diệp Huyên đang điên cuồng hấp thụ những linh hồn kia, không phải muốn hấp thụ mà là không thể không hấp thụ. Nếu hắn không hấp thụ những linh hồn này, thì những linh hồn đó sẽ khống chế thân thể hắn. Hắn buộc phải hấp thụ. Không chỉ bản thân phải hấp thụ, mà còn phải lợi dụng kiếm trấn hồn trợ giúp hấp thụ. Vì những linh hồn này quá mạnh. Cứ như vậy, qua chừng hai canh giờ sau, hơi thở linh hồn quanh người Diệp Huyên cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Bên cạnh hắn, kiếm trấn hồn vẫn đang dao động dữ dội, hơi thở linh hồn tản ra thực sự mạnh đến kinh thiên động địa. Kiếm trấn hồn hiện tại đã đột phá, đạt đến trình độ trước nay chưa từng có. Ngay cả Diệp Huyên cũng không biết rốt cuộc nó đã đạt đến trình độ nào. Dù sao cũng chỉ có một chữ, mạnh. Mà thần hồn bản thân hắn cũng mạnh hơn chưa từng có. Sau khi thần hồn trở nên mạnh hơn, hắn phát hiện, hiện tại hắn vừa suy nghĩ, thì thần thức đã có thể bao phủ trong vòng mấy trăm dặm, mấy trăm vạn dặm xung quanh. Dù là một con kiến hắn cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Lúc này, hắn cảm nhận được rõ ràng tất cả thay đổi của thế giới. Cảm giác này, thực sự quá tuyệt. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Diệp Huyên đã u ám. Tại sao cô gái kia phải làm như vậy? Huống hồ, bản thân và đối phương còn sở hữu huyết mạch như nhau, cũng có nghĩa, đối phương có khả năng thật sự là gì nhỏ hắn. Nếu đã là gì nhỏ của mình thì tại sao phải làm như vậy? Gài bẫy bản thân hắn. Diệp Huyên trầm mặc. Mặc dù thần hồn đã nâng cao hơn hẳn, nhưng hắn không hề vui mừng chút nào. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết, chuyện này có thể không phải chuyện gì tốt lành. Lúc này, Diệp Chi Mệnh bỗng nói, cô gái kia nếu thật sự muốn ngươi chết, nàng ta có thể trực tiếp ra tay giết ngươi, tại sao phải gài bẫy ngươi? Diệp Huyên lắc đầu, đây cũng là điểm mà ta nghi hoặc. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, bảo vật trong nhẫn chứa đồ đó, người muốn dùng không? Hình 1.
Diệp Huyên nhìn nhẫn chứa đồ, nhẹ giọng nói, dùng. Dù sao linh hồn này ta cũng đã hấp thụ rồi. Nếu có nhân quả không tốt thì ngay cả ta không dùng nhẫn chứa đồ này, e cũng chẳng có tác dụng gì. Nói rồi, hắn nhìn lên bầu trời. Quay về thôi, nói xong, hắn lập tức biến thành luồng kiếm quang biến mất nơi chân trời. Trong tầng mây, cô gái nhìn Diệp Huyên rời đi phía xa, ánh mắt nàng ta có chút phức tạp. Thật giống. Tại vũ trụ ngũ duy. Sau khi trở về vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên lập tức gọi Bạch Đế Tử đến. Trong đại điện, Bạch Đế Tử nhìn nhẫn chứa đồ trong tay Diệp Huyên, sắc mặt vô cùng nặng nề, những bảo vật này. Diệp Huyên cười nói, kinh ngạc sao? Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta cũng rất kinh ngạc. Nói rồi, hắn kể lại mọi chuyện về cô gái thần bí kia. Nghe xong lời Diệp Huyên, Bạch Đế Tử lập tức lắc đầu, mục đích cô gái này không đơn thuần. Diệp Huyên hỏi, sao lại cảm thấy như vậy? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, nàng ta có thể thật sự liên quan tới ngươi, nhưng nếu thật sự muốn tốt cho ngươi thì chắc chắn sẽ không bắt ép ngươi hấp thụ những linh hồn kia. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy nàng ta xuất hiện quá trùng hợp sao? Diệp Huyên gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng với thực lực nàng ta mà muốn giết ta thì hắn sẽ rất dễ dàng, nếu nàng ta muốn đối phó với Star, thực sự không cần thiết phải làm những chuyện rông dài như vậy. Bạch Đế Tử lắc đầu, ngươi không thể nghĩ như vậy. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử trầm giọng nói, giết ngươi thì dễ, nhưng sau khi giết chết ngươi thì sao? Nàng ta có thể sống được sao? Nói rồi, ông ta lại lắc đầu, sau khi đối phương giết ngươi. Chắc chắn nàng ta không thể sống sót, hoặc ít nhất nàng sẽ bị bao thù. Diệp Huyên lắc đầu, thực sự hắn không nhìn thấu được mục đích của cô gái đó. Bạch Đế Tử lại nói, nhưng ta cũng không hiểu rõ mục đích đối phương làm như vậy. Bởi vì nếu đối phương đã biết sức mạnh của cô gái váy trắng, nhưng vẫn dám đối phó với ngươi thì chắc chắn không tầm thường, dù thế nào thì bây giờ ngươi vẫn phải cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu. Bây giờ chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là kẻ địch thần bí mà Tam cô nương kia nói, nếu gì nhỏ trước đó chính là kẻ địch thần bí mà Tam cô nương nói, thì thật sự hỏng việc rồi. Bạch Đế Tử bỗng nói, đúng rồi, An cô nương và Tiểu Thất cô nương đã đạt đến quy nhất cảnh rồi. Quy nhất cảnh. Diệp Huyên sửng sốt, sau đó nói, sao nhanh vậy? Bạch Đế Tử cười nói, chủ yếu là nhờ sự trợ giúp của Huyền Thành, đương nhiên. Nguyên nhân chính vẫn là thiên phú An cô nương và Tiểu Thất cô nương rất cao. Diệp Huyên gật đầu. Thiên phú của Tiểu Thất và An Lan Tú chắc chắn không kém hơn hắn. Bạch Đế Tử lại nói, ngoài hai người họ, Na Già Lâu cùng với A La và cả A Tử cô nương cũng có xu thế đột phá rồi. Diệp Huyên đột nhiên nói, còn mấy người A Mục thì sao? Bạch Đế Tử nói, ngươi là nói đến Đại Tế Ti Vu tộc A Mục sao? Diệp Huyên gật đầu. Đương nhiên hắn không hề quên cô gái này, bản thân hắn cũng là vu thị của nàng ta. Bạch Đế Tử nói, vu tộc vẫn luôn là đối tượng trông coi trọng điểm của chúng ta, còn về A Mục cô nương, nàng ta hiện tại đã đạt đến thành đạo cảnh, nhưng muốn đạt đến quy nhất cảnh thì có chút khó. Đương nhiên, điểm mạnh của A Mục cô nương không phải là thiên phú tu luyện mà là mưu trí của nàng ta, ta đã tạo một nội các. Bên trong đều là một vài người ưu tú của vũ trụ ngũ duy chúng ta, A Mục cô nương cũng có trong đó có rất nhiều chính sách đều là do A Mục cô nương đề xuất. Diệp Huyên khẽ cười, ta đi gặp nàng ấy. Bạch Đế Tử gật đầu, được. Diệp Huyên rời khỏi đại điện, hắn đi đến đại điện làm việc của Bạch Đế Tử, cũng chí là đạo điện. Đạo điện này là nơi làm việc thường ngày của Bạch Đế Tử. Lúc này bên trong đại điện, một nhóm người đang bận rộn, nam nữ đều có, ước chừng hơn 50 người. Đều là người mà Bạch Đế Tử lựa chọn kỹ lưỡng. Những người này có lẽ thực lực không quá mạnh, nhưng mưu trí đều là đỉnh cao, có thể nói, những người này đều là những người đa mưu túc trí của vũ trụ ngũ duy. Ngay khi Diệp Huyên bước vào đại điện, mọi người trong điện đều ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, mọi người đều vội vàng bỏ việc trong tay. Sau đó đứng dậy hành lễ với Diệp Huyên. Diệp Huyên khẽ cười, mọi người cứ bận việc tiếp đi. Nói rồi, hắn nhìn một cô gái ở trong góc, cười nói, Đại Tế Ti của ta,
chúng ta ra ngoài đi dạo chứ. A Mục nhìn Diệp Huyên, một lúc sau, nàng ta thản nhiên cười, được. Hai người rời khỏi đại điện. Diệp Huyên đưa A Mục đi vào trong thành, lúc này đạo thành vô cùng sầm uất, đường phố người đến người đi, đa phần đều là người tu luyện, hơn nữa còn rất mạnh. Bởi vì đạo thành bây giờ có hai điểm rất thu hút người đến, thứ nhất, nơi này có đạo kinh bản đầy đủ, thứ hai, tổng viện của học viện Ngũ Duy chính là đặt ở đây. Các thế lực lớn của chư thiên vạn giới đều muốn đưa người của mình đến học viện Ngũ Duy của đạo thành, trong đó bao gồm cả những thế lực siêu cấp cổ xưa như Nam Việt gia tộc và cổ tộc, bởi vì đạo kinh quá mê hoặc. Mặc dù bọn họ có được một vài nội dung của đạo kinh, nhưng tâm pháo và võ học đạo kinh vẫn nằm trong tay Diệp Huyên. Còn về bà Sa Tông, tuy bọn họ cũng có nhưng bọn họ không dám chuyển ra bên ngoài, vì vậy, bây giờ muốn học võ học và tâm pháp đạo kinh thì chỉ có hai nơi. Một là vũ trụ Ngũ Duy, một là đạo môn. Thế nhưng, đạo môn không mở cửa với bên ngoài, vì vậy bọn họ chỉ có thể đến vũ trụ Ngũ Duy. Lúc này, A Mục đột nhiên lên tiếng, ta còn tưởng ngươi quên ta rồi. Diệp Huyên ngừng suy nghĩ, cười nói, sao ta lại quên được cô chứ? Ta có quên bản thân mình cũng sẽ không quên cô. A Mục quay đầu liếc nhìn Diệp Huyên, một lúc sau. Vẻ mặt nàng ta có chút phức tạp, ngươi trưởng thành thật nhanh. Diệp Huyên quay đầu nhìn A Mục, cười nói, cho dù ta trưởng thành có nhanh đến đâu, thì ta cũng là vô thị của cô. A Mục dừng bước, nàng ta nhìn Diệp Huyên, ngươi vẫn là vô thị của ta. Diệp Huyên nhìn thẳng A Mục, cả đời cũng vậy, không chỉ là vô thị của cô, mà cũng là vô thị của vô tộc. A Mục nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, đột nhiên nàng ta kéo tay Diệp Huyên. Cười nói, ngươi đừng có quên lời này đấy. Diệp Huyên trở tay nắm lấy tay A Mục, ta trước giờ chưa từng lừa người. A Mục khẽ nhếch miệng, vô thị mà ta tìm, là vô thị mạnh nhất trong lịch sử của vô tộc. Diệp Huyên cười ha ha. A Mục bỗng nhẹ giọng nói, gặp được ngươi, lựa chọn ngươi là may mắn của ta, cũng là may mắn của vô tộc. Diệp Huyên lắc đầu, gặp được cô, là may mắn của ta. A Mục cười dí dỏm, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Diệp Huyên cười nói, ta nói rồi. Trước giờ ta không lừa người của mình. A Mục chớp mắt, A Mục là người mình sao? Diệp Huyên gật đầu, đúng. A Mục khẽ cười, cảm ơn, thật ra, mới đầu ta thật sự cho rằng ngươi đã quên ta rồi kìa. Ta lại không dám đi tìm ngươi, bởi vì ta sợ ngươi thật sự đã quên ngươi rồi. Chỉ là không ngờ. Ngươi lại chủ động đến tìm ta. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, xin lỗi. A Mục lắc đầu, ta biết, ngươi rất bận, hơn nữa, kẻ địch người sau còn mạnh hơn người trước. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, bây giờ chúng ta vẫn còn kẻ địch rất mạnh sao? Diệp Huyên gật đầu, có. A Mục thấp giọng thở dài, khi nào mới hết đây? Diệp Huyên cười nói, không sao, ta đến đỡ. Nói rồi, hắn kéo A Mục đến trước một tiệm mì, hắn nhìn ông chủ tiệm mì, cười nói, ông chủ, cho hai bát mì. Ông lão cười nói, khách quan đợi một lát, lên ngay. Sau khi Diệp Huyên và A Mục ngồi xuống, xung quanh có rất nhiều người đều nhìn qua, chủ yếu là nhìn A Mục. A Mục cũng là đại mỹ nhân, lại thêm tính cách nàng ta khá dịu dàng, khiến người ta có cảm giác rất thoải mái. Không lâu sau. Hai tô mì đã được bưng lên. Diệp Huyên nhìn A Mục, cười nói, ta rất thích ăn mì. A Mục chớp mắt, lúc nhỏ nghèo sao? Diệp Huyên cười nói, điều tra ta rồi sao? A Mục gật đầu. Diệp Huyên nhìn tô mì trước mặt, lúc này, hắn lại nhớ đến Diệp Liên. Tiểu nha đầu này bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Nhưng mà có tiền bối thần bí kia. Thì an toàn của Diệp Liên chắc chắn không có vấn đề gì. Ngay lúc này, một giọng cười đột nhiên vang lên từ bên cạnh, mỹ nhân thật xinh đẹp. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn quay đầu nhìn, cách đó không xa, một thanh niên đang chậm rãi bước qua đây. Người đàn ông mặc cẩm bào màu tím. Bên hông đeo một miếng ngọc bích, to bằng bàn tay, tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, vừa nhìn đã biết vật phi phàm. Mà trong tay hắn ta thì cầm một thanh trường kiếm. Diện mạo người đàn ông tuấn mỹ, lại thêm quần áo hoa lệ,
hắn ta vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt không ít người, đặc biệt là con gái. Xung quanh có không ít cô gái đều đang nhìn người đàn ông, ánh mắt tươi cười, che miệng thì thầm. Thật ra vẻ ngoài người đàn ông chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là người đàn ông mang theo kiếm. Vừa nhìn đã biết là kiếm tu rồi. Phải biết rằng, hiện tại ở cả vũ trụ ngũ duy này, được hoan nghênh nhất chính là kiếm tu. Bởi vì chủ nhân của vũ trụ ngũ duy cũng chính là viện trưởng học viện ngũ duy, Diệp Huyên chính là một kiếm tu. Sau lưng thanh niên này còn có một ông lão ôm theo một thanh kiếm, hai mắt như chim ưng, vô cùng sắc bén, vừa nhìn đã biết là cao thủ. Người đàn ông chậm rãi bước đến bên cạnh Diệp Huyên và A Mục, hắn ta nhìn A Mục khẽ cười, cô nương, chỗ này còn trông, không biết ta có thể ngồi đây không? A Mục liếc nhìn huy hiệu trước ngực người đàn ông, nàng ta khẽ cười, sau đó lắc đầu, không tiện lắm. Người đàn ông cũng không tức giận, hắn ta cười nói, cô nương, làm quen một chút, tại hạ Nam Mộc Xuyên. Nam Mộc Xuyên. Người đàn ông vừa dứt lời, trong sân lập tức xôn xao. Trời đất, hắn ta chính là Nam Mộc Xuyên kia. Thật sự là hắn. Hắn chính là Nam Mộc Xuyên của Nam Mộc gia tộc đệ nhất thế gia phương Nam đấy. Nam Mộc Xuyên đệ nhất kiếm phía Nam. Nghe nói tổng điểm lần này hắn đạt được cửu tinh đấy. Cửu tinh à, nói vậy thì lần này hắn đến là gia nhập tổng viện học viện ngũ duy sao? Chắc rồi. Học viện ngũ duy. Diệp Huyên ở trước mặt A Mục khẽ chớp mắt, hắn nhìn Nam Mộc Xuyên, người xuất thân từ học viện ngũ duy. Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên, đính chính lại, bây giờ ta là từ Tổng viện Học viện Ngũ Duy. Diệp Huyên chỉ vào bản thân mình, có chút nghi hoặc, ngươi không biết ta. Nam Mộc Xuyên khẽ cười nói, ta nên biết ngươi sao. Diệp Huyên quay đầu nhìn A Mục che miệng khẽ cười, dùng huyền khí truyền âm, mỗi một học viện đều có tượng tạc của ngươi và niệm niệm cô nương, nhưng mà bức tượng đó có hơi khoa trương, lại thêm lúc này ngươi ăn mặc quá bình thường. Và lại ngươi thu lại hơi thở, không có khí thế vương giả, vì vậy hắn ta không biết ngươi cũng là bình thường. Thật ra không chỉ bọn họ, mà rất nhiều người trong thành đều không quá quen ngươi, bởi vì thời gian ngươi ở trong thành rất ít, mọi người ít tiếp xúc với ngươi, nên dù có gặp ngươi cũng sẽ không nghĩ là ngươi ngay. Diệp Huyên không biết nói gì, bản thân quá khiêm tốn rồi sao? Lúc này, Nam Mộc Xuyên nhìn A Mục, không biết cô nương xưng hô thế nào. A Mục khẽ cười, nàng ta chỉ vào Diệp Huyên, người biết hắn là ai không? Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên, cười nói, không biết. Cũng không muốn biết. A Mục có chút hiếu kỳ, tại sao? Nam Mộc Xuyên khẽ cười, cô nương, thứ cho ta nói thẳng, hắn không xứng với cô. Diệp Huyên cúi đầu ăn mì, không nói gì. Quá thảm rồi. Bản thân là chủ nhân vũ trụ ngũ duy này, hắn thật sự quá thảm rồi. Người bên ngoài đến không biết mình cũng thôi vậy, mà đến người trong thành cũng không ai nhận ra mình. Quay về phải nói chuyện với Bạch Đế Tử mới được. Nam Mộc Xuyên nhìn A Mục, cô nương, cô thật sự không làm quen với ta thử sao? Ta cảm thấy, nếu cô không làm quen với ta, đầu tiên, ta sẽ cảm thấy rất tiếc nuối, tiếp nữa, ta cảm thấy đây là một tổn thất cho cô. A Mục khẽ đá chân Diệp Huyên, có chút không vui, phù thị của ta. Ngươi đừng ăn nữa. Diệp Huyên lau miệng, sau đó nhìn Nam Mộc Xuyên, nàng ấy là đại tế ti của ta là vô thị của nàng ấy sẽ không làm quen với người đàn ông thứ hai. Nam Mộc Xuyên lắc đầu cười, hắn lấy ra một nhẫn chứa đồ để trước mặt Diệp Huyên, bên trong có 100 miếng tạo hóa thần tinh, còn có một cuốn tâm pháp và giải thích kiếm đạo của ta, đủ để thay đổi vận mệnh ngươi rồi, rời khỏi nàng ấy, đây đều là của ngươi cả. Diệp Huyên. 100 miếng tạo hóa thần tinh. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Mẹ nó, bây giờ trong nhẫn chứa đồ của lão tử còn có tới mấy tỷ. Ở bên cạnh, A Mục che miệng cười trộm, lúc này, nàng ta không còn giống đại tế ti, mà lại giống như một thiếu nữ hồi xuân. Thấy Diệp Huyên không nói gì, Nam Mộc Xuyên kia lại ném ra một nhẫn chứa đồ, 200 tạo hóa thần tinh. 200. Diệp Huyên đang định nói thì Nam Mộc Xuyên kia lại ném ra một nhẫn chứa đồ, 1000 tạo hóa thần tinh. 1000. Mọi người trong sân đều kinh hô.
1.000 miếng tạo hóa thần tinh, không hề ít đâu. Phải biết, bây giờ ở chợ lưu truyền nhiều nhất vẫn là tinh thạch bình thường, còn tạo hóa thần tinh này cũng chỉ có vài thế lực lớn mới có. Còn có một nguyên nhân khiến rất nhiều người muốn đâm đầu vào học viện ngũ duy, chính là sau khi vào học viện ngũ duy thì học viên sẽ được cung cấp tạo hóa thần tinh. Mà 1.000 miếng tạo hóa thần tinh, đối với người bình thường mà nói, thật sự đủ để thay đổi cả vận mệnh rồi. Diệp Huyên nhìn Nam Mộc Xuyên, cười nói, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Nam Mộc Xuyên cười nói, có tiền chưa chắc ghê gớm, nhưng không có tiền, chắc chắn rất hèn nhát, ngươi nói xem. Diệp Huyên lắc đầu cười, ngươi nói rất đúng, không có tiền chắc chắn rất hèn nhát, nhưng chuyện ta không hiểu chính là chẳng lẽ bên học viện các ngươi không dạy các ngươi phải làm người thế nào sao? Đầu tiên, chúng ta đang ăn mì, đột nhiên ngươi đến làm phiền, như vậy rất bất lịch sự, tiếp nữa, ngươi lấy tiền ra sỉ nhục ta, hành vi như vậy rất thấp hèn. Ta nhớ, trong học viện hình như có một quy tắc, đệ tử học viện không thể ỷ mạnh hiếp yếu, không được ỷ thế hiếp người. Nam Mộc Xuyên đột nhiên cắt ngang lời Diệp Huyên, xin lỗi, trong học viện không có quy tắc này. Diệp Huyên nhìn Nam Mộc Xuyên, vậy bây giờ có rồi. Là do ta nói. Nam Mộc Xuyên nheo mắt, lúc này hắn ta đã phát hiện có chuyện không đúng. A Mục ở bên cạnh cũng im lặng. Nàng ta biết, Diệp Huyên tức giận rồi. Ỷ mạnh hiếp yếu là chuyện Diệp Huyên ghét nhất, nói đơn giản chính là bắt nạt kẻ yếu. Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên, cười nói, xem ra các hạ cũng không phải người bình thường. Chỉ là, các hạ cũng có chút ngông cuồng rồi, quy tắc học viện là thứ mà các hạ nói thêm là thêm sao. Diệp Huyên cười nói, ta cảm thấy, phải cho người ta một cơ hội hối cải. Bây giờ, ngươi xin lỗi hai chúng ta, thành khẩn xin lỗi, thì ta sẽ tha thứ cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Nam Mộc Xuyên cười ha ha, các hạ, ngươi tự đề cao mình quá rồi. Diệp Huyên khẽ cười, vậy bây giờ ta tuyên bố, hủy bỏ tư cách gia nhập học viện ngũ duy ta. Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên. Gương mặt tươi cười dần biến mất, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn ta không ngốc, lúc này, hắn ta đã cảm thấy có chuyện bất ổn. Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, Nam Mộc Huynh, người này khẩu khí lớn thật đấy. Diệp Huyên quay đầu nhìn, một người đàn ông bước vào cách đó không xa. Nam Mộc Xuyên nhìn người này thì hơi ngẩn người, sau đó cười nói, thì ra là Phương Tiến Huynh. Phương Tiến. Trong sân, lần này có người kinh hô lên, hắn là Phương Tiến, cũng đã thi được cửu tinh. Lần này, hai người phía Nam thi đậu vào học viện ngũ duy tại Đạo Thành, một người trong đó là Nam Mộc Xuyên, còn một người chính là Phương Tiến, hai người này ở phía Nam đều thuộc cùng một học viện. Phương Tiến ôm quyền chào hỏi Nam Mộc Xuyên, sau đó nhìn Diệp Huyên, cười nói, vừa nãy ngươi nói muốn hủy bỏ tư cách nhập học của Nam Mộc Xuyên. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Phương Tiến lắc đầu cười, các hạ nói lời này, không thấy rất nực cười sao? Diệp Huyên chớp mắt, rất nực cười sao? Phương Tiến cười nói, không chỉ nực cười bình thường. Theo ta biết, chỉ có hai người có thể hủy bỏ học tịch của học viện, trong đó một người là Phó Viện trưởng Bạch Đế Tử, còn một người là Diệp Huyên, ngươi. Nói đến đây, hắn ta như nghĩ đến gì đó, con ngươi lập tức co lại. Vội lùi mấy bước ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta cái gì? Phương Tiến nhìn Diệp Huyên chằm chằm, một lúc sau, hắn ta run giọng nói, Viện, Diệp viện trưởng. Viện trưởng Diệp. Lời này vừa thốt ra, trong sân đều xôn xao. Ngay lúc này, có người kinh hô nói, hắn chính là Diệp thành chủ. Thật sự là hắn, lúc trước hắn đã từng giết một tên bán cá ở đây. Diệp Huyên. Sau khi xác nhận thân phận của Diệp Huyên, trong sân thoáng chốc đã sôi sục. Mọi người xung quanh đều tập trung vây quanh bên này. Cùng lúc đó, mười mấy vị cao thủ mặc giáp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mười mấy người đồng loạt quỳ một gối với Diệp Huyên, bái kiến thành chủ. Diệp Huyên đang định nói thì sáu người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Toàn bộ đều là quy nhất cảnh. Mà sáu người này... Hơi thở lập tức khóa chặt Nam Mộc Xuyên và Phương Tiến cách đó không xa. Sắc mắt hai người trắng như tờ. Nhất là Nam Mộc Xuyên.
Nam Mộc Xuyên lúc này cả người đều run bần bật. Nghĩ thế nào hắn ta cũng không ngờ người đàn ông trông bình thường trước mặt này lại chính là viện trưởng. Học viện Ngũ Duy thì có đến mười mấy vạn học viện, nhưng viện trưởng chỉ có một. Chính là Diệp Huyên. Những học viện khác chỉ có phó viện trưởng. Trong sân, người càng lúc càng đông, mà những người đang nhìn Diệp Huyên đều vô cùng phấn khích. Địa vị của Diệp Huyên ở vũ trụ Ngũ Duy, không ai có thể sánh được. Có thể nói, nếu không có Niệm Niệm và Diệp Huyên thì sẽ không có vũ trụ Ngũ Duy, mà Niệm Niệm thì quá xa vời với mọi người. Diệp Huyên nhìn A Mục, cười nói, chúng ta đi thôi. A Mục gật đầu. Hai người định rời đi thì lúc này, Nam Mộc Xuyên kia đột nhiên run rẩy nói, Diệp viện trưởng. Diệp Huyên quay đầu nhìn Nam Mộc Xuyên, thật ra, với tính cách của ta thì sẽ dùng một kiếm giết chết ngươi rồi. Nhưng, nếu ta đã là viện trưởng thì làm việc không thể tùy tiện, hơn nữa, ngươi cũng không đến mức tội chết, nhưng, kiểu người như ngươi, học viện ta không cần. Quay về bổ túc 3 năm, 3 năm sau nếu có thay đổi, thì lại đến học viện. Còn nữa, nói rồi, hắn liếc nhìn mọi người trong sân, ta biết, nơi này còn có một vài đệ tử sắp gia nhập học viện, ta muốn nói cho các ngươi biết, ỷ mạnh hiếp yếu chẳng có bản lĩnh gì cả, có bản lĩnh thì đi khiêu chiến với cao thủ đi. Tìm kiếm cảm giác ưu thế từ kẻ yếu, tìm kiếm khoái cảm từ kẻ yếu, đó là hành vi của kẻ nhu nhược. Cuối cùng, ta đại diện cho học viện Ngũ Duy hoan nghênh các ngươi. Nói xong, hắn kéo A Mục đi về phía xa. Cách đó không xa, mọi người vội tản ra, rất nhiều học sinh đều hành lễ. Ngay lúc, Nam Mộc Xuyên kia đột nhiên giống lên, ta khiêu chiến với ngươi. Nghe vậy, xung quanh lập tức ồn ào. Khiêu chiến Diệp Huyên. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay người nhìn Nam Mộc Xuyên, Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, mọi người đều nói ngươi đứng đầu thế hệ trẻ, kiếm tu đứng đầu thế hệ trẻ, Nam Mộc Xuyên ta không phục, ta khiêu chiến với ngươi. Diệp Huyên cười nói, định sinh tử, có dám hay không? Định sinh tử. Lời này vừa thốt ra, Nam Mộc Xuyên lập tức ngây người tại chỗ, chơi lớn như vậy. Hắn ta có chút do dự, hắn ta vốn nghĩ khiêu chiến với Diệp Huyên, nếu như thắng, thì đó là được hời, nổi danh khắp chư thiên vạn giới, nếu thua thì cũng không chịu thiệt. Thua Diệp Huyên thì mất mặt sao? Không mất mặt, nhưng nếu thắng, thì quá hời rồi. Nhưng hắn ta không ngờ. Diệp Huyên lại muốn định sinh tử. Rất khó xử. Mà lúc này, hắn ta đã chót đâm lao, thì phải đồng ý, ông lão bên cạnh hắn ta vội ngăn hắn ta lại, ông lão dùng huyền khí thấp giọng nói, công tử, Diệp viện trưởng này có thể miểu sát cao thủ quy nhất cảnh. Đừng nói là cao thủ quy nhất cảnh, mà ngay cả cao thủ thần cảnh cũng không làm được gì hắn, mà ngươi chẳng qua chỉ là thành đạo cảnh, đánh với hắn, căn bản ngươi không có cơ hội thắng. Sắc mặt Nam Mộc Xuyên có chút khó coi. Lúc này hắn ta mới nhớ ra, Diệp Huyên này có thể miểu sát quy nhất cảnh. Thấy Nam Mộc Xuyên trầm mặc, Diệp Huyên cười nói, sợ rồi. Nam Mộc Xuyên siết chặt hai tay, không nói gì. Diệp Huyên lắc đầu cười, đừng có bày ra bộ dạng như vậy, làm như ta ức hiếp ngươi vậy. Nói rồi, hắn nhìn Phương Tiến cách đó không xa, ngươi cũng bị tước bỏ học tịch. Trong vòng 3 năm không được gia nhập học viện, càng không cho phép bước vào đạo thành. Nói xong, hắn kéo A Mục quay người rời đi. Ở tại chỗ, sắc mặt Nam Mộc Xuyên u ám đáng sợ. Hắn ta có thể gia nhập tổng viện, cả gia tộc đều nở mày nở mặt. Nhưng bây giờ, bản thân hắn ta lại bị đuổi khỏi học tịch như vậy, hơn nữa còn bị đuổi khỏi đạo thành, làm sao có mặt mũi quay về đối mặt với phụ lão gia tộc. Nghĩ đến đây. Nam Mộc Xuyên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên phía xa, ánh mắt tràn ngập oán hận, hung hăng nói, hôm nay học viện Ngũ Duy không coi trọng ta, sau này, Nam Mộc Xuyên ta muốn học viện Ngũ Duy ngươi trèo cao cũng không được. Không, ta muốn phá hủy học viện Ngũ Duy ngươi, ta. Ngay lúc này, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, sau đó, hắn quay người tát mạnh một cái. Bốp, ngay sau đó vang lên tiếng bạt tai rõ ràng. Cả người Nam Mộc Xuyên kia trực tiếp bay ra ngoài, sau đó đập mạnh vào bức tường cách đó không xa. Mọi người trong sân đều ngây người. Một thiên tài mạnh như vậy, lại bị một cái tát đánh bay đi. Phương Tiến kia cũng sửng sốt, hắn ta biết, Diệp Huyên chính là thiên tài của vũ trụ Ngũ Duy, cũng là viện trưởng tổng viện,
nhưng theo hắn thấy thì bọn họ so với Diệp Huyên dù có khoảng cách thì cũng không chênh lệch quá nhiều. Dù sao, cũng chỉ hai mươi mấy tuổi, một người hai mươi mấy tuổi, dù có yêu nghiệt thì có thể yêu nghiệt đến đâu chứ. Nhưng lúc này hắn ta phát hiện, chênh lệch giữa bọn họ và Diệp viện trưởng này không chỉ có một chút. Như nghĩ đến gì đó, hắn ta liếc nhìn Nam Mộc Xuyên dưới mặt đất phía xa, mẹ nó, tên nhóc kia có phải bị điên rồi không? Lúc này còn không xin tha, mà còn nói ngông cuồng. Ngu xuẩn gì vậy chứ? Bây giờ hắn ta hối hận không thôi, mới đầy sở dĩ hắn ta lên tiếng, là muốn kết giao với Nam Mộc Xuyên, nhưng bây giờ hắn ta phát hiện, loại người này đúng là kẻ nhược chí mà. Vì kết giao với một tên nhược chí mà đắc tội với Diệp Huyên, bản thân thật sự quá ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, hắn ta không nhịn được hung hăng tát mình một cái. Diệp Huyên chậm rãi bước về phía Nam Mộc Xuyên, ông lão đi theo bên cạnh Nam Mộc Xuyên lập tức thay đổi sắc mặt, ông ta muốn mở lời cầu xin, nhưng sáu luồng hơi thở đã khóa chặt ông ta, khiến ông ta căn bản không thể động đậy gì được. Diệp Huyên đi đến trước mặt Nam Mộc Xuyên, dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống Nam Mộc Xuyên, người có phải cảm thấy tính khí ta rất tốt không? Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên, oán hận nói, ta chẳng qua chỉ là phạm chút lỗi sai, người có cần phải hủy một đời của ta không? Diệp Huyên cười nói, một chút lỗi nhỏ, ta hỏi ngươi, nếu ta là một người bình thường, ngươi đoán xem kết cục của ta sẽ như thế nào? Ta nghĩ, ta chắc chắn sẽ rất thảm, ngươi nói xem. Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, trước đó không giết ngươi, là vì ngươi là học sinh, ta là viện trưởng, ta cảm thấy thân là viện trưởng thì vẫn phải coi trọng giáo dưỡng, đáng tiếc, ta cho ngươi hai cơ hội nhưng ngươi đều không trân trọng, hơn nữa còn nói lời ngông cuồng với ta biết nguyên nhân, là vì mới đầu ta không ra tay, nếu ngay từ đầu ta đã ra tay, để ngươi hiểu chênh lệch thực lực giữa chúng ta thì chắc chắn ngươi sẽ không dám nói bậy rồi. Đúng chứ? Nam Mộc Xuyên không nói gì. Diệp Huyên cười nói, ta muốn để vũ trụ ngũ duy có luật pháp, có trật tự, vì vậy, đối với người của vũ trụ ngũ duy, ta sẽ bao dung hơn một chút, bởi vì ta thật sự muốn lập ra một thế giới tương đối hài hòa. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ có luật pháp và nhân từ thì vẫn không đủ, nắm đấm mới là thứ khiến người ta tin phục nhất. Nam Mộc Xuyên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi là viện trưởng, ngươi không thể giết ta. Bởi vì ta không phạm phải tội gì cả. Hơn nữa, theo luật pháp ngũ duy, tội ta không đáng chết, nếu ngươi giết ta, ngươi đã phạm pháp, hơn nữa là biết luật còn vi phạm. Diệp Huyên chớp mắt, có biết luật pháp do ai quyết định ra không? Nam Mộc Xuyên sững người. Diệp Huyên cười nói, luật pháp là do ta định, vừa dứt lời, hắn khẽ lướt ngón tay. Vù, ít hầu Nam Mộc Xuyên lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Mọi người, giết rồi. Nơi đây im lặng không một tiếng động. Xung quanh, một số người âm thầm lắc đầu. Đầu óc Nam Mộc Xuyên này không bình thường sao? Đối mặt với Diệp Huyên, không chỉ không nhận sai, lại còn nói lời hung ác, hắn ta thật sự cho rằng Diệp Huyên này là một người hiền hòa hay sao? Lật đổ học viện ngũ duy. Phải ngu xuẩn cỡ nào mới có thể nói ra những lời như vậy chứ? Diệp Huyên lắc đầu, ngoảnh lại nhìn về phía A Mục. Cười nói, đi thôi. A Mục gật đầu. Hai người rời đi. Trên đường đi, A Mục khẽ nói, là chúng ta làm không đến nơi đến chốn. Sau khi trở về, ta sẽ tăng cường quản lý học viện, đặc biệt là dạy dỗ cách đối nhân xử thế trong học viện. Diệp Huyên lắc đầu, là vấn đề của ta. A Mục nhìn về phía Diệp Huyên mỉm cười, ngay từ đầu trông ta đã có vẻ rất dễ nói chuyện rồi. Cho nên hắn ta mới cảm thấy ta mềm yếu. Thế giới này chính là như vậy, có một số người hiền hòa, nhưng trong mắt một số người thì hiền hòa chính là dễ ức hiếp, nhưng hiền hòa không có nghĩa là sẽ không nóng nảy. Nói xong, hắn lắc đầu, rất nhiều người đều thích mềm nắn rắn buông, thích ức hiếp người hiền lành, thích ức hiếp người trung thực, bởi vì người hiền lành và trung thực dễ ức hiếp. Còn có một số người, thích dùng đạo đức trói buộc người khác, cô xem Nam Mộc Xuyên vừa rồi. Lại còn nói ta là hiệu trưởng, không thể giết hắn ta chính là biết luật mà cố tình vi phạm, đúng là buồn cười. Điều này cũng giống như mẹ của một số đứa trẻ nghịch ngợm, con nàng ta phạm sai lầm, nhưng nàng ta không dạy dỗ con mình,
trái lại dạy dỗ cô, chất vấn cô, nói nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao cô có thể so đo với một đứa trẻ chứ? A Mục lắc đầu cười, ví dụ này của ngươi. Diệp Huyên cười nói, cũng không phải rất thỏa đáng, nhưng cô hẳn phải hiểu rõ ý tứ của ta. A Mục gật đầu, dường như nghĩ đến điều gì, nàng ta do dự một lát, sau đó nói, nhưng ngươi làm hiệu trưởng, không nên tự mình ra tay, ta sợ người có lòng sẽ lợi dụng. Diệp Huyên chợt cười nói, ai dám? A Mục im lặng. Tại vũ trụ ngũ duy, đúng là không có người nào dám đâm sau lưng Diệp Huyên. Diệp Huyên bỗng nhiên nói ra, A Mục, cô cho rằng bọn họ đến tổng viện này làm gì? A Mục nói, học tập. Diệp Huyên hỏi, còn gì nữa không? A Mục im lặng. Diệp Huyên cười nói, bọn họ không chỉ đơn giản đến học tập thôi, mà còn đến để bảo vệ vũ trụ ngũ duy. Vũ trụ ngũ duy là vũ trụ ngũ duy của Niệm tỷ sao? Là vũ trụ ngũ duy của Diệp Huyên ta sao? Không, vũ trụ ngũ duy là vũ trụ ngũ duy của tất cả mọi người, hễ là người đang sống ở vũ trụ ngũ duy, đều có nghĩa vụ bảo vệ vũ trụ này của chúng ta. Học viện không phải là chỗ an nhàn, không phải là nơi cho bọn họ hưởng phúc, mà Diệp Huyên ta cũng sẽ không tiêu tiền nuôi một đám tự cho mình là ông lớn. Nói xong, hắn nhìn A Mục, nhớ kỹ một điều, chúng ta không phải đang làm từ thiện. Có một số người, cô giúp hắn một lần, hắn sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng sau khi cô giúp hắn 10 lần, hắn sẽ coi đó là chuyện đương nhiên, mà nếu như cô không giúp hắn nữa, thậm chí hắn sẽ còn coi cô là kẻ địch. Nói những lời này với cô, là bởi vì ta phát hiện, học viện chúng ta thiếu một tôn chỉ chính thức. Mục đích đến trường học là gì? Học tập là chắc chắn rồi. Nhưng còn gì nữa không? Ta không yêu cầu bọn họ đền đáp Diệp Huyên ta, nhưng bọn họ nhất định phải đền đáp vũ trụ này, rõ chưa? A Mục gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cô nói lại chuyện này cho Bạch Đế Tử, ông ta sẽ xử lý ổn thỏa. A Mục cười nói, lão Bạch rất bận rộn, chuyện này để ta xử lý đi. Trước tiên ta làm một phương án, sau đó đưa cho ngươi xem, để ngươi đưa ra quyết định. Diệp Huyên gật đầu, được. A Mục mỉm cười, lần sau lại đến ăn mì. Diệp Huyên cười ha ha, được. Hai người trò chuyện chốc lát rồi tách ra, nhưng Diệp Huyên cũng không về kiếm điện, mà đi đến ngục tối vô biên. Hiệu cầm đồ thiên đạo. Khi Diệp Huyên đi đến hiệu cầm đồ thiên đạo, cửa đang mở. Sau quầy bên trong cánh cửa có một cô gái đang đứng. Chính là Tiểu Đạo. Dường như cảm nhận được điều gì, Tiểu Đạo đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy Diệp Huyên, nàng hơi ngẩn người. Diệp Huyên đi vào hiệu cầm đồ, cười nói, bọn họ nói với ta rằng giờ cô luôn sống ở nơi này. Tiểu Đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên thoáng nhìn xung quanh, khẽ nói, rất lâu chưa đến nơi này rồi. Tiểu Đạo nhìn Diệp Huyên, bây giờ ngươi bận rộn nhiều việc. Diệp Huyên cười nói, đúng là hơi bận. Tiểu Đạo khẽ nói, bao giờ Niệm Niệm khôi phục trí nhớ? Diệp Huyên lắc đầu, không biết. Tiểu Đạo im lặng. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, không gian trước mặt hắn hơi rung động, Diệp Huyên nhíu mày lại. Tiểu Đạo hỏi, sao vậy? Diệp Huyên trầm giọng nói, không thấy Niệm Niệm đâu. Không thấy. Tiểu Đạo ngẩn ra, sau đó nói, biến mất. Diệp Huyên gật đầu, ta trở về một chuyến. Nói xong, hắn lập tức biến mất. Bên trong hiệu cầm đồ, Tiểu Đạo lặng im một lát rồi cũng biến mất theo. Kiếm điện. Khi Diệp Huyên trở lại kiếm điện, Bạch Đế Tử đã đợi ở đây hồi lâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, ông nói không thấy Niệm Niệm đâu rồi. Bạch Đế Tử gật đầu. Không lâu trước đây cô bé còn đi dạo lung tung trong thành, ta cũng không chú ý nhiều, nhưng không lâu sau đã không thấy bóng dáng cô bé nữa rồi. Diệp Huyên im lặng. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, có phải cô bé đã khôi phục trí nhớ rồi hay không? Diệp Huyên lắc đầu, ta không biết. Bạch Đế Tử im lặng. Diệp Huyên khẽ nói, phái người đi tìm chưa? Bạch Đế Tử gật đầu, nhưng không hề có chút tin tức nào, hơn nữa. Cô bé biến mất như thế nào, chúng ta cũng không biết. Diệp Huyên im lặng một lát rồi khẽ nói, không cần tìm nữa. Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên cười nói, ta tin rằng cô bé sẽ trở lại.
Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, chỉ cần Niệm tỷ không muốn xảy ra chuyện, cô bé sẽ không gặp nguy hiểm. Bạch Đế Tử mỉm cười, đúng vậy. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, hôm nay là ngày khai giảng của học viện, cậu là viện trưởng, hẳn nên đi một chuyến. Diệp Huyên lắc đầu, không muốn đi lắm. Bạch Đế Tử nói, là bởi vì Nam Mộc Xuyên. Diệp Huyên cười nói, ông cũng biết rồi. Bạch Đế Tử nói, hắn ta là kiếm tu ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi phương Nam, hơi kiêu căng và ngạo mạn cũng là bình thường. Diệp Huyên cười nói, ông cảm thấy ta làm sai rồi sao? Bạch Đế Tử lắc đầu, không. Thông qua chuyện này ta phát hiện một vấn đề, đó chính là rất nhiều người của vũ trụ ngũ duy kính trọng cậu nhưng không hề sợ cậu. Nếu như trước đó là ta xuất hiện, chắc chắn tên kia sẽ không nói bất kỳ lời uy hiếp nào. Ngược lại, hắn ta còn lập tức nhận sai xin tha thứ. Diệp Huyên cười nói, vấn đề ở đâu? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, nguyên nhân là bởi vì cậu còn quá trẻ. Bình thường người trẻ tuổi đều không thể nào phục người trẻ tuổi. Học sinh trong học viện đều biết cậu lợi hại nhưng không ai biết cậu lợi hại cỡ nào. Vì vậy, trong lòng rất nhiều người chẳng hề sợ cậu, nếu bọn họ đã không sợ, tất nhiên dám khiêu khích cậu, dù sao đều là những đứa con cưng của trời, mà loại người này thường thường sẽ không thần phục người cùng tuổi. Vì vậy, lễ khai giảng lần này, cậu nhất định phải đi một chuyến. Đồng thời ta cũng hy vọng cậu đi nói cho bọn họ biết, trên đời này còn có người trẻ tuổi ưu tú hơn bọn họ, để bọn họ biết núi cao còn có núi khác cao hơn là thế nào. Diệp Huyên người nói, xem ra ta không thể không đi rồi. Bạch Đế Tử gật đầu, cậu là viện trưởng, dù thế nào cũng nên đi một chuyến. Hơn nữa, cũng nên thể hiện chút thực lực của bản thân, để những người bên dưới biết viện trưởng cậu cũng không phải tầm thường. Diệp Huyên cười ha ha, vậy đi thôi. Bạch Đế Tử gật đầu, hai người cùng rời đi. Về phần Niệm Niệm, thật ra Diệp Huyên cũng không lo lắng nhiều, bởi vì hắn biết Niệm tỷ đáng sợ dường nào. Học viện Ngũ Duy. Hôm nay đạo thành vô cùng náo nhiệt, bởi vì hôm nay là ngày các học viên ở khắp chư thiên vạn giới đến đạo thành nhập học. Cũng là lần đầu tiên Tổng viện đạo thành thu nhận học viên. Mà lần này, những người đến đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài. Có thể nói, lần này tất cả yêu nghiệt và thiên tài của vũ trụ ngũ duy đều tề tụ nơi đây, trong đó còn bao gồm một số thiên tài của thế lực xa xưa, ví dụ như hai huynh đệ Nam Việt Tu và Nam Việt Kỳ của gia tộc Nam Việt, không chỉ có gia tộc Nam Việt, cổ tộc và huyền thành cũng có thiên tài đến nhập học. Học viện Ngũ Duy. Học viện Ngũ Duy vô cùng rộng lớn, các học điện đều có hơn 60 chỗ ngồi. Trừ cái đó ra, học viện này còn có trận pháp huyền cơ môn bố trí, đủ loại trận pháp khác nhau, tổng cộng đến hơn 100 loại. Về phần đội ngũ đạo sư cũng vô cùng hoành tráng, A-La và An-Lan Tú, còn có đám người Lý Thiện Thủy của bà Sa Tông, đều là đạo sư của học viện, cũng đều là cao thủ siêu cấp đứng trên đỉnh vũ trụ ngũ duy. Tại cửa lớn của học viện có hai pho tượng to lớn. Một pho là Niệm Niệm, một pho là Diệp Huyên. Niệm Niệm là thiên đạo của ngũ duy, là linh hồn của toàn bộ vũ trụ ngũ duy, mà Diệp Huyên thì là người bảo vệ của toàn bộ vũ trụ ngũ duy. Cánh cửa lớn của học viện ngũ duy mở ra, liên tục có học viên tiến vào học viện báo danh. Trong một chỗ kín đáo nào đó, Bạch Đế Tử cười nói, đạo chủ, cảm thấy những học viên này như thế nào? Diệp Huyên thoáng nhìn những học viên ở nơi xa, khẽ nói, rất ưu tú. Bạch Đế Tử gật đầu, từ trước đến giờ thế giới này chưa từng thiếu thiên tài yêu nghiệt, thiếu nhất chính là người phát hiện ra bọn họ. Lần này mở học viện, bản thân ta cũng bị làm cho khiếp sợ. Thì ra vũ trụ này của chúng ta nhiều thiên tài yêu nghiệt như vậy. Vốn dĩ mỗi năm học viện chỉ thu nhận 30 người, nhưng ta cảm thấy chưa đủ, thế là mở rộng thành 40 người. Diệp Huyên khẽ nói, những người này chính là tương lai của vũ trụ ngũ duy. Bạch Đế Tử gật đầu. Không thể nào cứ luôn để Diệp Huyên gánh vác vũ trụ ngũ duy, trực giác nói cho ông ta biết, chắc chắn sau này Diệp Huyên sẽ đến một võ đài rộng lớn hơn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, phải để những tên này sinh ra lòng trung thành với vũ trụ ngũ duy. Bạch Đế Tử cười nói, điều này là hiển nhiên. Thật ra, bây giờ mọi người đã có lòng trung thành với vũ trụ ngũ duy rồi, không nói những cái khác.
Rất nhiều người đạo môn ta đều đã coi mình là một thành viên của vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên cười nói, đây là chuyện tốt. Bạch Đế Tử nhìn những học viên ở nơi xa, một số phó viện trưởng của phân viện nói cho ta biết, để cậu chú ý chút. Diệp Huyên hơi tò mò, chú ý cái gì? Bạch Đế Tử cười nói, trong đám học sinh này có rất nhiều tên khiến người ta nhức đầu. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một chàng trai từ nơi xa xông đến, chàng trai này có dáng người vạm vỡ, mỗi một bước đi, mặt đất đều sẽ rung động dữ dội, không chỉ mặt đất, không gian nơi hắn ta đi qua cũng dao động không ngừng. Diệp Huyên nhìn chàng trai này, trong mắt lóe chút kinh ngạc, cơ thể không tệ. Bạch Đế Tử gật đầu, người này tên là Man Tử, là một thể tu, cũng là mạnh nhất trong các học viên thể tu, hơn nữa, điểm tổng hợp của hắn đạt đến thập tinh. Diệp Huyên hơi tò mò, điểm cao nhất là bao nhiêu? Bạch Đế Tử nói, thập nhị tinh, mà lần này trong tất cả các học viên chỉ có một người đạt được, học viên đạt được thập nhất tinh cũng chỉ có 6 người. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, Man Tử kia đột nhiên xông đến trước mặt pho tượng Diệp Huyên, hắn ta nhìn thẳng vào pho tượng Diệp Huyên, gào thét Man Tử đại hoang, khiên chiến Diệp viện trưởng. Cầu đánh! Diệp Huyên! Cầu đánh! Sắc mặt Diệp Huyên trở nên cổ quái. Bạch Đế Tử ở bên cạnh Diệp Huyên cười nói, nhìn đi, bọn họ đều không phục cậu, nhưng cậu cũng phải hiểu, dù sao đều là những thiên tài yêu nghiệt, có lòng hăng hái cũng là bình thường. Diệp Huyên gật đầu, tất nhiên. Bạch Đế Tử nhìn Man Tử ở phía xa, mọi người đều đang chờ cậu lên sàn. Diệp Huyên cười ha ha, ngay sau đó, hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt Man Tử. Nhìn thấy Diệp Huyên, nơi đây lập tức xôn xao. Diệp Huyên xuất hiện rồi. Ánh mắt tất cả học viên xung quanh đều rơi lên trên người Diệp Huyên, có tôn kính, có tò mò, có hưng phấn, cũng có khiêu khích. Viện trưởng. Mặc dù Diệp Huyên là viện trưởng, nhưng tuổi tác của Diệp Huyên cũng giống như bọn họ, cộng thêm phần lớn thực lực của Diệp Huyên đều là nghe qua lời kể lại, ví dụ như Diệp Huyên một phát giết chết quy nhất cảnh, bởi vậy, đối với thực lực của Diệp Huyên, rất nhiều người vẫn luôn mang thái độ nghi ngờ. Hoặc là nói, rất nhiều người đều muốn biết, rốt cuộc Diệp Huyên mạnh cỡ nào. Nhìn thấy Diệp Huyên, Man Tử kia cười hắc hắc, người chính là viện trưởng. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Man Tử liếc nhìn đánh giá Diệp Huyên, người dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Diệp Huyên cười nói, dám. Man Tử cười hắc hắc nói, ta nói cho người biết, nắm đấm của ta không có mắt, đợi lát nữa nếu làm người bị thương. Ngươi cũng đừng trách ta, càng không thể gây khó dễ cho ta. Diệp Huyên trực tiếp bị nhóc con này chọc cười. Thì ra nhóc con này sợ mình gây khó dễ cho hắn ta. Man Tử lại nói, có vấn đề gì không? Diệp Huyên cười nói, yên tâm, tuyệt đối không gây khó dễ cho ngươi. Man Tử cười hắc hắc, vậy ta không khách khí nữa. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên xông lên phía trước, vừa xông lên. Không gian trước mặt Diệp Huyên lập tức lún xuống. Sức mạnh cơ thể quá hùng hậu. Khi vọt đến trước mặt Diệp Huyên, Man Tử kia lập tức vung nắm đấm nện vào đầu Diệp Huyên. Nắm đấm rất đơn giản. Nhưng trong nắm đấm này lại ẩn chứa luồng sức mạnh bá đạo to lớn. Dưới tác động của nắm đấm, không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức rạn nứt. Không thể không nói, trong lòng Diệp Huyên cũng hơi kinh ngạc, nắm đấm này tuyệt đối không phải cao thủ thành đạo cảnh bình thường có thể chống đỡ. Mà Man Tử trước mắt mới bao nhiêu tuổi? Ở tuổi này, sở hữu sức mạnh to lớn bực này, không thể không nói là vô cùng khủng bố. Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyên tung ra một cú đấm. Uỳnh! Trong tầm mắt của mọi người, cả người Man Tử trực tiếp bay ngược ra, vừa bay đã bay thẳng ra bên ngoài học viện, cuối cùng nặng nề rơi xuống mặt đất. Dầm. Mặt đất sụp lún, cơ thể Man Tử run rẩy. Xung quanh trở nên yên tĩnh. Một đấm. Sắc mặt rất nhiều học viên nơi đây dần trở nên nghiêm túc. Đúng lúc này, Man Tử kia chậm rãi bỏ dậy, mà lúc này, toàn thân hắn ta đã rạn nứt. Diệp Huyên đi đến trước mặt Man Tử vội nói, không, không đánh nữa. Đánh không lại. Diệp Huyên cười nói, ta không phải muốn đánh ngươi. Nói xong,
hắn lấy một viên đan dược đưa cho Man Tử, thuốc trị thương. Man Tử nhìn Diệp Huyên, hắn ta do dự một lát, sau đó nhận đan dược kia uống vào, đan dược vừa vào cơ thể, một luồng năng lượng tinh khiết lan khắp cơ thể hắn ta, chỉ thoáng chốc, vết thương trên người hắn ta dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà khôi phục. Man Tử hơi hoảng sợ, đây là... Diệp Huyên cười nói, cơ thể ngươi không tệ, sức mạnh cũng không tệ, nhưng vẫn còn không gian trưởng thành rất lớn. Man Tử vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ, viện trưởng, ta tâm phục khẩu phục. Vừa rồi hắn ta dốc sức đánh ra một đòn, nhưng Diệp Huyên có thể nhẹ nhàng đón đỡ cú đấm này của hắn ta, không chỉ như vậy, còn suýt nữa đánh nát cơ thể hắn ta. Hắn ta biết, Diệp Huyên đã nương tay. Diệp Huyên cười nói, ngươi đến Tổng viện, hẳn là muốn học đạo thể trong truyền thuyết. Diệp Huyên gật đầu, đạo thể rất quý giá, hơn nữa tu luyện đạo thể cần rất nhiều tài liệu quý hiếm, ngươi biết không? Man Tử gật đầu, ta biết, ta sẽ cố gắng giành được công nhận của học viện, chờ ta tu luyện có thành tựu, ta sẽ đền đáp viện trưởng. Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, hắn thoáng nhìn tất cả học viên xung quanh, các ngươi không cần đền đáp ta, chỉ cần đền đáp Vũ Trụ Ngũ Duy là được rồi. Ta hy vọng mọi người nhớ kỹ, Vũ Trụ Ngũ Duy là nhà của tất cả chúng ta. Cho dù thành tựu sau này của các ngươi lớn bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, cho dù có một ngày sẽ rời khỏi Vũ Trụ Ngũ Duy đi tới võ đài rộng lớn hơn, nhưng ta hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ, Vũ Trụ Ngũ Duy là nơi sinh ra các ngươi, nuôi dưỡng các ngươi, vĩnh viễn đừng quên nơi này. Xung quanh, rất nhiều học viên đều vội vàng hành lễ. Diệp Huyên cười nói, ta biết. Các ngươi đều tò mò muốn biết thực lực thật sự của ta. Hôm nay ta sẽ thỏa mãn các ngươi. Nói xong, hắn nhìn xuống mọi người bên dưới, theo ta được biết, trong số các học viên của chúng ta có người đạt được 12 sao đánh giá tổng hợp, là ai? Lúc này, một chàng trai đi ra, chàng trai mặc áo trắng, tay cầm quạt ngọc. Cổ vũ! Có người trong đây xì xào bàn tán. Thiên tài siêu cấp đến từ cổ tộc. Cổ vũ ôm quyền với Diệp Huyên, viện trưởng. Người khác nghi ngờ thực lực của Diệp Huyên, hắn ta thì không nghi ngờ thực lực của Diệp Huyên, đừng nói là hắn ta, dù là toàn bộ cổ tộc cũng không dám coi thường Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn cổ vũ, người đến từ cổ tộc. Cổ vũ gật đầu. Diệp Huyên cười nói, có hứng thú đánh hai chiêu hay không? Cổ vũ vội vàng lắc đầu, ta không phải đối thủ của viện trưởng. Hắn ta cũng có thể chiến thắng cao thủ quy nhất cảnh, nhưng mà, Diệp Huyên chính là một phát giết chết quy nhất cảnh, hai điều này hoàn toàn khác biệt. Diệp Huyên đang định nói chuyện, đúng lúc này, một chàng trai đi ra, ta đánh với ngươi. Diệp Huyên nhìn về phía chàng trai, hắn biết chàng trai này, chính là Nam Việt Khánh của gia tộc Nam Việt, cũng là người yêu nghiệt nhất gia tộc Nam Việt hiện giờ. Mà lần này đánh giá tổng hợp của Nam Việt Khánh là 11 sao. Nhìn thấy Nam Việt Khánh đứng ra, cổ vũ kia vội vàng lùi sang một bên. Người càng mạnh thì càng có thể cảm nhận được chỗ đáng sợ của Diệp Huyên. Man Tử cười hắc hắc, thực không dám giấu giếm, đúng là như vậy. Sở dĩ hắn không khiêu chiến Diệp Huyên là bởi vì hắn không muốn tự rước lấy nhục. Khiêu chiến với người mạnh hơn mình một chút là dũng cảm, nhưng khiêu chiến với người mạnh hơn mình mấy lần thậm chí mười mấy lần, vậy chính là muốn ăn đòn. Không có ý nghĩa. Bởi vì người ta có thể một chiêu là xử lý ngươi, ngươi học được cái gì? Cái gì cũng không học được. Diệp Huyên nhìn Nam Việt Khánh, cười nói, ra tay đi. Sắc mặt Nam Việt Khánh bình tĩnh, đao kiếm không có mắt, ngươi cẩn thận. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất. Xoẹt. Không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một tàn ảnh lướt đến. Lúc này, Diệp Huyên tung ra một cú đấm. Cũng là một cú đấm đơn giản. Quỳnh. Cú đấm này vừa ra, không gian trong vòng mấy trăm dặm trước mặt Diệp Huyên lập tức trở nên hư ảo, mà cùng lúc đó, một tàn ảnh liên tục lùi về phía sau. Người lui lại này, tất nhiên chính là Nam Việt Khánh. Sau khi lùi mười mấy trượng, Nam Việt Khánh dừng lại, hắn ta ngẩn ra, mình không có chuyện gì. Mà đúng lúc này, không gian xung quanh hắn ta dần dần bị chôn vùi. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt mọi người ở đây đều trở nên nghiêm trọng.
sắc mặt Nam Việt Khánh này cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn ta biết, Diệp Huyên đã nương tay. Nếu không, cú đấm vừa rồi có thể trực tiếp giết chết hắn ta. Nghĩ đến đây, hai tay Nam Việt Khánh ôm quyền, hơi cúi người thi lễ, viện trưởng. Giây phút này, hắn ta mới thật lòng khâm phục. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hắn nhìn những học viên ở xung quanh, những học viên kia vội vàng hành lễ. Mặc dù những thiên tài này kiêu ngạo, nhưng bọn họ tôn trọng cao thủ. Không có thực lực mạnh mẽ, khó có thể khiến bọn họ thần phục. Diệp Huyên quét nhìn các học viên, cười nói, các vị, ta đại diện cho học viện Ngũ Duy hoan nghênh các ngươi, chúc tháng ngày tiếp theo của các ngươi học nên thành tựu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, các học viên vội vàng hành lễ. Diệp Huyên trở về đại điện của mình, hôm nay hắn rất vui. Bởi vì bây giờ vũ trụ Ngũ Duy xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên tài yêu nghiệt, mà những người này đều là giường cột sau này của vũ trụ Ngũ Duy. Đáng nói chính là, bây giờ càng ngày càng nhiều thiên địa chi linh tiến vào vũ trụ Ngũ Duy, có thể nói linh cung mà Tiểu Linh Nhi trông coi là thế lực siêu nhiên của vũ trụ Ngũ Duy. Nơi duy nhất Bạch Đế Tử không quản được chính là linh cung. Cũng may phần lớn những linh của linh cung đều có bản tính thiện lương, sẽ không phá hoại, nếu không Bạch Đế Tử thật sự phải đau đầu. Trừ cái đó ra, linh mạch và long mạch của vũ trụ Ngũ Duy cũng nhiều vô số kể, bởi vì sau khi các thế lực lớn của thế giới Bà Sa đi vào vũ trụ Ngũ Duy, bọn họ đều chuyển linh mạch và long mạch của tông môn mình đến. Bây giờ mức độ đậm đặc của linh khí ở vũ trụ Ngũ Duy không hề kém những thế lực cổ xưa của Huyền Thành. Có thể nói, vũ trụ Ngũ Duy đã xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trong điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, ở trước mặt hắn là kiếm chấn hồn. Kiếm chấn hồn đã hấp thu sạch sẽ, đồng thời tiêu hóa toàn bộ những linh hồn mạnh mẽ trước đó. Bây giờ cấp bậc của kiếm chấn hồn đã đạt đến thần cảnh chân chính. Kiếm cấp bậc thần cảnh. Có thể nói, bây giờ lực khắc chế của kiếm chấn hồn đối với linh hồn là vô cùng khủng khiếp. Nhưng đến giờ hắn vẫn luôn có một nghi ngờ, đó chính là người phụ nữ để cho mình hấp thu những linh hồn này, rốt cuộc đối phương có lai lịch thế nào. Nếu như thật sự là dì nhỏ của mình, hẳn sẽ không lừa mình đâu nhỉ. Nếu như không phải, vậy rốt cuộc đối phương là ai? Vì sao biết chuyện của nhiều người bên cạnh mình như vậy? Người phụ nữ kia khiến cho hắn hơi mơ hồ. Đúng lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên rung động. Diệp Huyên nhíu mày, tay phải hắn lập tức cầm lấy kiếm chấn hồn, đúng lúc này, không gian trước mặt hắn chợt vỡ ra, ngay sau đó, một hư ảnh màu trắng từ trong không gian bay ra. Tay phải Diệp Huyên nắm chặt kiếm chấn hồn, các hạ là người phương nào? Hư ảnh màu trắng dần dần ngưng thực, chỉ chốc lát, một người bí ẩn mặc trường bào màu trắng xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, trông bóng hình người bí ẩn hơi hư ảo, rất rõ ràng, đây không phải bản thể. Diệp Huyên đang định nói chuyện, ánh mắt người bí ẩn kia đột nhiên rơi lên trên kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên, một lát sau, ông ta đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyên, gằn giọng nói, ngươi chính là Diệp Huyên. Diệp Huyên nhíu mày, ta là Diệp Huyên, ngươi là. Giọng nói người bí ẩn càng thêm dữ tợn, Diệp Huyên, chúng ta sẽ bắt ngươi phải trả cái giá thê thảm nhất. Nói xong, cơ thể của ông ta càng ngày càng mờ ảo. Diệp Huyên ngây ngẩn cả người, sau đó nói, mẹ nó, có lời gì thì nói cho rõ ràng. Cái quái gì không biết. Nhưng mà người bí ẩn kia đã biến mất. Diệp Huyên, rốt cuộc người bí ẩn vừa rồi là ai? Diệp Huyên nghĩ mãi mà không ra. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đứng dậy rời đi, một lát sau, hắn đi đến đạo môn. Tìm tam cô nương. Đạo môn. Diệp Huyên vừa đến đạo môn, một ông lão lập tức xuất hiện trước mặt hắn, ông lão thoáng nhìn Diệp Huyên, ôm quyền, Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, ta tìm tam cô nương, kính xin thông báo một tiếng. Ông lão cười khổ, Diệp công tử đến thật không khéo, tam cô nương vừa rời đi. Diệp Huyên nhíu mày, rời đi. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên hỏi, bà ta đi nơi nào? Ông lão lắc đầu, không nói. Diệp Huyên im lặng. Ông lão nói, Diệp công tử có muốn đi vào ngồi một lát không?
Diệp Huyên cười nói, cảm ơn, nhưng mà không cần, ta còn có việc phải xử lý, tạm biệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ông lão yên lặng đứng nguyên tại chỗ một lát, sau đó quay người rời đi, chỉ chốc lát, ông ta đi đến trước một tòa đại điện, ở trong đại điện có một cô gái đang ngồi. Chính là Tam cô nương. Ông lão hơi khom mình thi lễ, Tam chủ, Diệp công tử đã rời đi. Tam cô nương khẽ gật đầu, biết rồi. Ông lão hơi không hiểu, Tam chủ, vì sao người không gặp Diệp công tử? Tam cô nương hơi bất đắc dĩ, bởi vì ta sợ chết. Ông lão. Tam cô nương đứng dậy đi đến cửa đại điện, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nói, e rằng vị Diệp công tử này có phiền toái lớn rồi. Sau khi rời khỏi đạo môn, sắc mặt Diệp Huyên càng thêm nghiêm trọng. Trực giác nói cho hắn biết, tam cô nương kia không muốn gặp hắn. Nhưng vì sao đối phương không muốn gặp mình chứ? Rất đơn giản. Kẻ địch của mình khiến tam cô nương kiêng kỵ, vô cùng kiêng kỵ. Kẻ địch kia là ai? Sẽ là gì nhỏ kia sao? Một lát sau, Diệp Huyên quay người rời đi. Hắn đi đến huyền thành. Trong đại điện nào đó, Lan Nhược lắc đầu, không nhìn thấy, cho nên không biết đối phương là thế lực nào. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đứng dậy, cười nói, Lan Nhược cô nương, ta cáo từ trước. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, cô cũng vậy. Nói xong, hắn quay người hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Trong điện, Lan Nhược nhìn về phía chân trời, lặng im không nói. Mặc dù bây giờ Diệp Huyên không còn là kẻ địch lớn của đạo môn, nhưng nàng ta phát hiện, hình như Diệp Huyên càng nguy hiểm hơn rồi. Dường như trong âm thầm có một bàn tay vô hình đang nhằm vào Diệp Huyên. Về phần là ai, nàng ta cũng không biết, nhưng nàng ta biết, chắc chắn đây không phải là bàn tay đen bình thường. Một lát sau, Lan Nhược thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Sau khi rời khỏi huyền thành, Diệp Huyên đi đến một vùng tinh không, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn có thể chắc chắn mình có một kẻ địch đang ẩn nấp, hơn nữa, kẻ địch này còn cực kỳ mạnh mẽ. Thánh địa. Diệp Huyên đột nhiên mở mắt ra, giờ khắc này, hắn nghĩ đến thánh địa. Bây giờ đạo môn đã không phải là kẻ địch của hắn, vậy cũng chỉ còn một nơi thánh địa, thế lực bí ẩn mà ngay cả huyền thành cũng không cách nào thâm nhập. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời. Chỉ chốc lát, Diệp Huyên đã đi đến thánh vực. Hắn vừa đi vào thánh vực, thánh chủ của thánh địa đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nhìn thấy thánh chủ, sắc mặt Diệp Huyên sầm lại. Hắn cũng không quang minh chính đại đến, mà là lén lút phụng trộm đến, nhưng mà ngay cả như vậy, hắn vừa đến thánh địa thì đã bị phát hiện. Thánh địa này rất không đơn giản. Thánh chủ nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử đến thánh vực có chuyện gì? Diệp Huyên cười nói, giết người. Vừa dứt lời, kiếm trong tay hắn đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ. Một kiếm chém ra trong nháy mắt. Nhìn thấy Diệp Huyên không nói hai lời đã vung kiếm, trong lòng thánh chủ khiếp sợ, mẹ nó, người này vừa đến đã vung kiếm. Đúng là không theo lẽ thường. Mặc dù một kiếm này của Diệp Huyên cực nhanh, nhưng phản ứng của thánh chủ cũng không chậm, tay phải ông ta đưa ra phía trước, trong khoảnh khắc, một tấm chắn khí màu vàng xuất hiện trước mặt ông ta. Uỳnh! Kiếm quang vỡ vụn, mà kèm theo nó, còn có tấm chắn khí màu vàng cũng vỡ vụn, cùng lúc đó, thánh chủ trực tiếp lùi về sau trăm trượng. Khi ông ta vừa dừng lại, vùng không gian xung quanh ông ta đều sụp đổ. Mặc dù ông ta chống đỡ được sức mạnh to lớn của Diệp Huyên, nhưng không gian xung quanh lại không chống đỡ nổi. Nơi xa, Diệp Huyên nhìn thánh chủ, ngươi không phải bán bộ thần cảnh, ngươi là thần cảnh. Thần cảnh. Sở dĩ hắn vừa đến đã ra tay là có hai nguyên nhân, thứ nhất thánh địa là kẻ địch của hắn, đây là điều không thể nghi ngờ, thứ hai, hắn muốn nhìn xem nước trong thánh địa sâu bao nhiêu. Mà bây giờ xem ra, nước nơi này rất sâu. Phải biết, đạo lão nhị kia mới chỉ là bán bộ thần cảnh, nhưng thánh chủ này lại là thần cảnh, hơn nữa còn không phải thần cảnh bình thường. Không chỉ như vậy,
hắn còn cảm nhận được rất nhiều hơi thở mạnh mẽ ở xung quanh, trong những hơi thở này cũng có không ít thần cảnh. Thần cảnh. Trừ tình huống của Tam cô nương, thực lực của đạo môn không bằng thánh địa này. Thánh chủ nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta cũng không đi trêu chọc ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta đến trêu chọc các ngươi, không được sao? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm chém ra. Xoẹt. Một sợi kiếm quang phá không bay đi, xé rách tất cả. Nơi xa, thánh chủ nheo mắt, hai tay ông ta bỗng nhiên trụm lại, không gian trước mặt ông ta chợt bị một vùng sáng vàng bao trùm. Nhưng mà, khi kiếm quang kia chém đến, vùng không gian này lập tức vỡ vụn, sức mạnh to lớn đánh cho thánh chủ liên tục lùi về phía sau, mà đúng lúc này, Diệp Huyên ở xa xa đột nhiên biến mất, đồng tử của thánh chủ bỗng nhiên co rụt lại, chân phải ông ta đột nhiên dậm mạnh, xúc địa thành thốn. Quỳnh! Chân vừa rơi xuống, không gian xung quanh ông ta trực tiếp sụp đổ. Đồng thời thánh chủ cũng biết mất, Diệp Huyên xuất hiện ở vị trí ban đầu của ông ta, trên mũi kiếm trong tay Diệp Huyên có máu tươi nhỏ giọt. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, thánh chủ ở cách hắn mấy trăm trượng, mà trước ngực thánh chủ có một lỗ kiếm này là do bị đâm xuyên tạo thành. Nhưng mà thánh chủ cũng chưa chết, bởi vì kiếm của Diệp Huyên còn chưa kịp đánh nát sức sống trong cơ thể ông ta chạy thoát rồi. Có thể nói, nếu thánh chủ chậm một chút thôi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Thánh chủ nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt nghiêm trọng, trước giờ chưa từng có, ông ta phát hiện, ông ta vẫn đánh giá thấp thực lực của Diệp Huyên. Diệp Huyên không chỉ có thực lực lập tức giết chết quy nhất cảnh, mà còn có thực lực lập tức giết chết cao thủ thần cảnh. Có thể nói, bây giờ cao thủ thần cảnh không hề có chút uy hiếp nào đối với Diệp Huyên, ngược lại, uy hiếp của Diệp Huyên đối với cao thủ thần cảnh thì cực kỳ to lớn. Lúc này, Diệp Huyên ở xa xa chợt cười nói, tiếp tục. Vừa dứt lời, hắn tiện tay vung ra một kiếm. Một kiếm chém ra trong nháy mắt. Tốc độ của một kiếm này còn nhanh hơn kiếm trước, mắt thường căn bản không thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc Diệp Huyên chém ra, đồng tử của thánh chủ chợt co lại hệt cây kim, ông ta lần nữa dậm mạnh chân phải. Vèo. Một sợi kiếm quang chợt lóe lên, thánh chủ xuất hiện ở nơi xa cách mấy chục trượng, mà cánh tay phải của ông ta lại mãi mãi dừng ở vị trí ban đầu. Tốc độ của ông ta chậm hơn kiếm của Diệp Huyên một chút. Mà cái giá của một chút này chính là một cánh tay. Thánh chủ nhìn Diệp Huyên, ra tay. Ông ta vừa dứt lời, hơn 10 hơi thở mạnh mẽ ở xung quanh đột nhiên xông về phía Diệp Huyên. Trong đó có ít nhất 5 hơi thở là thần cảnh. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, người ra tay tốc độ cực nhanh, hắn chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, chớp cơ hội chém ra một kiếm. Vèo. Nơi xa mấy chục trượng, một cái đầu bay thẳng ra ngoài. Cao thủ này không phải thần cảnh, chỉ là bán bộ thần cảnh, mà bây giờ cao thủ cấp bậc này đứng ở trước mặt Diệp Huyên, một kiếm cũng không đỡ được, bây giờ của kiếm của hắn, đừng nói là bán bộ thần cảnh, cho dù là thần cảnh cũng khó mà ngăn cản. Nhìn thấy Diệp Huyên tiện tay giết chết một vị cao thủ thần cảnh, sắc mặt thánh chủ kia lập tức thay đổi. Ông ta vội nói, dưới thần cảnh, lui. Nơi xa, những cao thủ bán bộ thần cảnh lập tức lui lại. Chỉ còn 5 tên cao thủ thần cảnh vây đánh Diệp Huyên. Nhưng sắc mặt thánh chủ càng khó coi hơn. Bởi vì Diệp Huyên thật sự có thể lấy một địch 5. Diệp Huyên căn bản không phòng ngự, mặc cho sức mạnh của 5 cao thủ thần cảnh đánh vào người hắn, mà hắn thì cứ vậy mà gánh chịu toàn bộ sức mạnh. Sức mạnh của cao thủ thần cảnh căn bản không tạo ra được vết thương chí mạng cho Diệp Huyên. Nhưng mà, 5 cao thủ thần cảnh này cũng không dám cứng rắn đón đỡ kiếm của Diệp Huyên. Bởi vì kiếm của Diệp Huyên có thể lập tức giết chết bọn họ. Nhìn thấy Diệp Huyên lấy một địch 5 mà không hề rơi xuống thế yếu, sắc mặt thánh chủ vô cùng khó coi, bất chi bất giác, thực lực của Diệp Huyên đã phát triển đến mức độ thế này. Tốc độ phát triển của nhóc con này thật sự quá kinh khủng. Nếu cho nhóc con này thêm chút thời gian, vậy còn có thể đến đâu? Đúng lúc này, một cao thủ thần cảnh ở nơi xa bị một kiếm chém lui, vừa lui chính là mấy trăm trượng, mà khi hắn ta vừa dừng lại, một sợi kiếm quang xuyên thủng giữa lông mày hắn ta. Vèo!
thần hồn của cao thủ thần cảnh này bị kiếm chấn hồn hấp thu. Sau khi nhìn thấy Diệp Huyên giết chết một người, bốn cao thủ thần cảnh còn lại khiếp sợ trong lòng, nhưng giờ phút này bọn họ không cách nào lui, chỉ có thể đánh, chỉ cần lui, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì tốc độ của bọn họ không nhanh bằng kiếm của Diệp Huyên. Liều chết đánh một trận thì còn có chút cơ hội. Bốn người lần nữa xông về phía Diệp Huyên, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không rung động kịch liệt. Toàn bộ tinh không căn bản không chịu nổi sức mạnh của năm người. Mà cũng không lâu lắm, nơi xa có một cái đầu bay ra ngoài. Lại một cao thủ thần cảnh ngã xuống. Sau khi dùng một kiếm chém giết một cao thủ thần cảnh, Diệp Huyên lập tức dùng kiếm chấn hồn hấp thu linh hồn của cao thủ thần cảnh đó, đồng thời, hắn quay đầu nhìn về phía ba tên cao thủ thần cảnh cách đó không xa, ngay khi hắn muốn ra tay lần nữa, lông mày đột nhiên nhíu chặt, sau đó quay đầu nhìn lại, trong mắt hắn toát vẻ nghiêm nghị. Một thần thức khóa chặt lấy hắn. Thần thức rất mạnh mẽ. Diệp Huyên nheo mắt, ngay sau đó, kiếm trong tay hắn đột nhiên chém xuống một vị trí nào đó ở bên dưới. Xoẹt. Một sợi kiếm quang từ trong tinh không chém thẳng xuống dưới, cuối cùng rơi vào một nơi nào đó trong rừng trúc, sau đó, không có sau đó nữa rồi. Sợi kiếm quang kia lặng lẽ không một tiếng động mà biến mất. Diệp Huyên nhìn xuống bên dưới, khẽ nói, tìm được ngươi rồi. Trong căn nhà trúc ở bên dưới, cô gái nâng ly trà lên khẽ uống một ngụm, chỉ cười mà không nói. Giữa tinh không, sắc mặt thánh chủ vô cùng âm trầm, Diệp Huyên, không phải ngươi đánh nhau giỏi lắm sao? Xuống dưới đánh đi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, hôm nay không thích hợp để đánh nhau, cáo từ. Nói xong, hắn thu kiếm, xoay người rời đi, không hề có chút do dự nào. Thánh chủ. Chạy rồi. Sắc mặt thánh chủ có phần khó coi, ông ta vốn nghĩ rằng Diệp Huyên sẽ đánh. Không ngờ Diệp Huyên này lại quay người bỏ trốn. Một lúc sau, thánh chủ rời đi, hắn đi đến trước căn phòng trúc. Thánh chủ khẽ hành lễ trước căn phòng trúc. Chủ nhân, tốc độ Diệp Huyên trưởng thành quá nhanh. Bên trong phòng, cô gái buông chén trà xuống, cầm một cuốn sách cổ lên dở ra, cười nói, không có gì là không tốt cả. Không có gì xấu. Thánh chủ có phần không hiểu. Cô gái khẽ cười nói, hắn còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Thánh chủ do dự chốc lát, sau đó nói, chủ nhân không lo lắng sao. Cô gái quay đầu nhìn bên ngoài phòng, cười nói, ta đã nói rồi. Hắn sống hay không, không phải do hắn quyết định, ta chết hay không, cũng không phải do hắn quyết định. Ít nhất trong vòng 3 năm thì cũng là như vậy. Thánh chủ trầm mặc. Cô gái bỏ cuốn sách trước, nàng ta bước ra ngoài phòng, thành chủ vội khom người. Cô gái vươn eo duỗi lưng, khẽ cười nói, niệm niệm cô nương kia đã lâu không gặp rồi. Hẳn là đi tìm người trợ giúp rồi. Nàng ta sẽ gọi ai tới đây? Để ta nghĩ xem, An cô nương kia vẫn luôn đi theo hắn, hẳn sẽ không đến. U Minh Điện, bọn họ bây giờ đang gặp phiền phức rồi, có lẽ cũng sẽ không đến. Còn có ai nữa đây? Đồ, Tư Đồ Thính Vân, cũng không có khả năng. Hai người này đã bị nguyên nhân tai ách dính chặt rồi, Thiên Tú. Có lẽ cũng không có khả năng, dù sao, bản thể nàng ta cũng không có ở đây. Ồ, Vũ Trụ Tam Duy, Đế Nữ, có lẽ là nàng ta rồi. Dù gì, cũng chỉ có nàng ta có thể đánh được. Nói đến đây, nàng ta như nghĩ đến gì đó, gương mặt tươi cười dần biến mất, chắc không phải sẽ gọi Đinh cô nương kia tới chứ. Nếu như vậy thì phải tốn sức rồi. Thánh chủ ở bên cạnh khom lưng, trong lòng nghi hoặc không hiểu, những người mà chủ nhân nói, bản thân ông ta cũng không biết một ai cả. Lúc này, cô gái bỗng cười nói, ta ra ngoài đi dạo, xem có thể kéo chút kẻ thù cho hắn hay không, cũng thuận tiện tìm đại đạo chi linh kia nữa, trong thời gian này, các ngươi đừng đi kiếm chuyện với Diệp công tử kia, không lâu nữa sẽ có người đến xử lý hắn. Nói xong. Nàng ta đi về phía xa, không lâu sau, nàng ta đã biến mất nơi chân trời xa thẳm. Chấm chấm chấm. Diệp Huyên quay về vũ trụ ngũ duy. Trong điện, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng nặng nề. Lúc trước ở thánh địa, khi thần thức kia khóa chặt hắn thì hắn đã biết, chắc chắn hắn không phải đối thủ của chủ nhân thần thức đó.
Đối phương là ai? Không có đáp án. Diệp Huyên chậm rãi nhắm mắt lại, hiện tại hắn cảm thấy có phần bất an. Kẻ địch của thánh địa này không giống với đạo môn, bởi vì hắn không hiểu rõ ý đồ của đối phương ra sao. Vì đạo kinh. Nhưng đạo kinh đã không còn trong tay hắn, đại đạo chi linh cũng đã bỏ chạy, không lý gì đối phương lại đến tìm hắn. Nhưng nếu không phải vì đạo kinh, thì vì sao chứ? Diệp Huyên nghĩ không ra. Ngay lúc này, một cô gái lại đi vào. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Huyên chợt sững người, người đến không ai khác, chính là Niệm Niệm. Niệm Niệm cầm một xiên kẹo hồ lô bên tay phải, còn tay trái lại cầm một con cá nhỏ còn đang giãy giụa. Niệm Niệm đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười hi hi, nướng cá. Diệp Huyên nhìn Niệm Niệm, Niệm Niệm, lúc trước đi đâu vậy? Niệm Niệm chớp mắt, ta vẫn chơi ở bên ngoài mà. Diệp Huyên nhíu mày, chơi ở bên ngoài. Niệm Niệm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên im lặng. Niệm Niệm không giống như đang nói dối. Niệm Niệm bỗng nhẹ giọng nói, sao vậy? Diệp Huyên không nghĩ nữa, hắn lắc đầu cười nói, không sao cả, ta nướng cá cho. Niệm Niệm khẽ nhếch miệng cười, được. Chấm chấm chấm. Tại nơi nào đó trong tinh không, một cô gái đang chậm chậm bước. Người này chính là Diệp Liên. Diệp Liên nhìn nơi nào đó trong tinh không, sắp đến rồi. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên lại tăng tốc. Không lâu sau, Diệp Liên đã đến một thôn trang nhỏ, thôn trang này có chút kỳ lạ bởi vì nó nằm trong tinh không. Diệp Liên tiến vào thôn trang, trong thôn rất lạnh lẽo, ánh sáng xung quanh ảm đạm, có chút giống như thôn ma. Ngay lúc này, một ông lão đi ra, khi nhìn thấy Diệp Liên, ông lão khẽ nhíu mày, các hạ là. Diệp Liên mở lòng bàn tay, một luồng u quang lóe sáng trong bàn tay nàng. Thấy vậy, ông lão chợt ngây người, sau đó, ông ta lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, tộc trưởng. Diệp Liên gật đầu, hắn giữ thân xác ta ở nơi này. Ông lão vội gật đầu, đúng vậy. Diệp Liên trầm mặc một lúc lâu rồi nói, dẫn ta đi. Ông lão vội đứng dậy, run giọng nói, tộc trưởng, đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Lúc này, gương mặt ông lão đã rơi đầy lệ, đó là vì vui mừng. Bọn họ đã canh giữ không biết bao lâu, cuối cùng cũng đợi được tộc trưởng rồi. Diệp Liên đi theo ông lão. Trên đường, Diệp Liên bỗng hỏi, còn có bao nhiêu người trong tộc? Ông lão lắc đầu, không còn nhiều. Nếu không phải năm đó nhờ Dương công tử chăm sóc, thì chúng ta sợ rằng. Diệp Liên im lặng. Hư linh tộc, đã trở thành lịch sử rồi. Rất nhanh chóng, hai người đã biến mất ở nơi xa. Chấm chấm chấm. Tại cực võ giới. Võ Lê ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, hai tay hắn tạo thành kết ấn, quanh người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, luồng hơi thở này càng lúc càng mạnh, không còn là hơi thở của một cao thủ thần cảnh nên có nữa rồi. Chấm chấm chấm. Tại Bắc Hoang. Một nơi sâu trong Bắc Hoang, có một tấm bia đá khổng lồ cao đến trăm trượng, bia đá đứng sừng sững trong một hố sâu. Mà ở bên ngoài tầm mấy trăm trượng, một người đàn ông trung niên đang đi về phía bia đá, khi ông ta tiến đến cách bia đá khoảng chừng trăm trượng, đột nhiên ông ta lại quỳ xuống, chắp hai tay trước ngực, sau đó bái lạy, miệng thì lẩm nhẩm đọc gì đó. Một lúc sau, người đàn ông trung niên đứng dậy, ông ta tiếp tục đi về phía bia đá. Đi khoảng chừng được 10 bước thì ông ta lại quỳ xuống. Cứ như vậy, người đàn ông trung niên cứ đi 10 bước lại bái lạy, chậm chậm tiến đến gần bia đá kia. Một hồi sau, người đàn ông trung niên đến trước bia đá, ông ta quỳ trước bia đá, hai tay chắp hình chữ thập, run rẩy nói, thượng thần, Diệp Huyên khinh người quá đáng, không chỉ hấp thụ hết linh hồn tộc nhân chúng ta, mà còn cướp đi chí bảo của tộc ta, mong thượng thần làm chủ. Bia đá không có phản ứng gì. Người đàn ông trung niên lại bái lại tiếp, đang định nói thì lúc ấy, một cô gái bỗng xuất hiện sau lưng ông ta. Người đàn ông trung niên lập tức quay người lại, khi nhìn thấy cô gái, sắc mặt người đàn ông trung niên thay đổi hẳn, ngươi. Cô gái này chính là cô gái thần bí lúc đầu đã cướp sạch Bắc Hoang. Cô gái khẽ cười, hình như ngươi không nhớ ta lắm.
Người đàn ông trung niên bội lùi ra sau bia đá, ông ta nhìn cô gái thần bí chằm chằm, người muốn làm gì? Cô gái thần bí chớp mắt, hắn nói, sợ các ngươi báo thù, nên muốn ta giết hết sạch các ngươi. Người đàn ông trung niên giống giận, hiếp người quá đáng. Cô gái thần bí vung tay phải. Người đàn ông trung niên lập tức bị đánh bay đến mấy trăm trượng ra ngoài, nhưng không chết, rõ ràng cô gái đã hạ thủ lưu tình. Sau khi người đàn ông trung niên bị đánh bay, cô gái thần bí nhìn bia đá kia, nàng ta đánh mánh một quyền. Thấy vậy, người đàn ông trung niên ở phía xa lập tức trừng lớn mắt, không. Bia đá kia chính là tín ngưỡng của bọn họ, tín ngưỡng chí cao, là bậc thần thánh nhất thời đại đó của bọn họ. Ở phía xa, sức mạnh cô gái thần bí đánh mạnh vào bia đá kia dao động dữ dội, nhưng không bị vỡ nứt, không chỉ vậy, sức mạnh kinh người của cô gái thần bí lại biến mất không dấu không vết. Thấy vậy, ánh mắt cô gái thần bí có chút kinh ngạc, có chút thủ đoạn đấy. Ngay lúc này, trong bia đá kia đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở vô cực kỳ mạnh, cô gái thần bí chớp mắt nói cáo từ. Nói xong, nàng ta quay người biến mất, mà lúc nàng ta đi cũng cướp đi rất nhiều bảo vật. Người đàn ông trung niên. Bia đá dần rung động, qua một lúc lâu, một giọng nói già nua vang lên từ bên trong, khinh người quá đáng. Người đàn ông trung niên vội gật đầu, cô gái này không chỉ khinh người bình thường, mà cứ cách mấy ngày lại đến đây khi dễ người. Không đáng làm người. Lúc này, bên trong bia đá đột nhiên vang lên âm thanh, qua rượu, thức tỉnh tộc nhân đi. Nói rồi, một lệnh bài màu đen đột nhiên bay ra từ trong bia đá. Nhìn thấy lệnh bài màu đen này, người đàn ông trung niên tên qua rượu kia lập tức kích động, hắn ta vội vàng nhận lấy lệnh bài màu đen tuân theo mệnh lệnh thượng tôn. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Không lâu sau, trong cả Bắc Hoang bỗng có vô số hơi thở mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, còn những cấm chế đã từng bị đạo tổ để lại lập tức bị một sức mạnh thần bí phá hủy. Chấm chấm chấm. Tại đạo môn, tam cô nương ngồi xếp bằng trong đại điện đột nhiên mở bừng mắt, một lúc sau, bà ta chậm rãi nhắm hai mắt, người phụ nữ điên này. Chấm chấm chấm. Tại đạo thành, trong một quán rượu nhỏ, trưởng quầy sau quầy hàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Hoang, ngay sau đó, ông ta quay người đi đến một viện nhỏ, hắn khẽ hành lễ với gian phòng trước mặt, sư tôn, Bắc Hoang có biến động lạ. Một lúc sau, trong gian phòng truyền ra âm thanh, ta biết rồi. Trưởng quầy do dự chốc lát, sau đó nói, có cần đệ tử đi điều tra một phen không? Trong quán rượu, âm thanh kia lại nói, không cần. Chuyện này không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay. Trưởng quầy khẽ hành lễ, sau đó lui đi. Ngay sau đó, trong Bắc Hoang, từng luồng hơi thở mạnh mẽ đột nhiên phóng ra, những cao thủ thần bí này đều trên thần cảnh. Mà sau khi bọn họ ra khỏi Bác Hoang thì lập phóng thẳng đến vũ trụ ngũ duy. Chấm chấm chấm. Thú nhân giới. Trong tinh không, một người đàn ông trung niên yên lặng đứng trong tinh không, hai tay chắp sau lưng, hai mắt khép hờ. Người này chính là thú vương của thú nhân tộc. Lúc này, một thú nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt thú vương, thú nhân khẽ hành lễ với thú vương, vương, Bác Hoang có biến động. Hình như bọn họ muốn ra tay với nhân loại Diệp công tử. Thú vương khẽ nhíu mày, Bác Hoang phát điên gì vậy? Thú nhân lắc đầu, không biết, chỉ tra được, Bác Hoang rất phẫn nộ. Cao thủ ra tay đều là siêu cấp trên thần cảnh. Trên thần cảnh. Thú vương trầm mặc, sắc mặt u ám. Thú vương thấp giọng nói, Diệp công tử kia e rằng không phải đối thủ Bác Hoang này. Thú vương im lặng một lúc. Lại thở dài, gọi người, đến vũ trụ ngũ duy. Thú nhân ngạc nhiên, vương, chúng ta phải làm kẻ địch với Bác Hoang sao? Nhưng, vẻ mặt thú vương có chút khó coi, người nghĩ rằng ta muốn quản sao? Không nghe thấy cô gái kia nói thế nào sao? Ca ca nàng ta chết rồi, muốn chúng ta chôn theo đấy, mẹ nó, đúng là một kẻ không nói lý. Dựa vào đâu chứ, ta không phục. Thú nhân. Thú vương hô tay, đi gọi người đi. Thú nhân gật đầu, đang định rời đi thì lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên từ bên cạnh, gọi người. Không cần gọi nữa. Thú vương quay đều nhìn qua, cách đó không xa,
một cô gái đang chậm chậm bước đến. Chính là cô gái thần bí của thánh địa kia. Cô gái thần bí nhìn thú vương, cười nói, kể từ bây giờ, thú tộc không được bước ra khỏi thú nhân giới nửa bước. Thú vương nheo mắt, ngươi là vai vế gì? Nói xong, ông ta lập tức đánh ra một quyền. Cô gái thần bí vung tay áo. Ầm. Thú vương lập tức bị đánh bay ra ngoài cả vạn trượng, không chỉ vậy, cả tinh không lập tức trở nên hư ảo, còn cánh tay phải đánh quyền của thú vương cũng bị một sức mạnh kinh khủng đánh nát. Thú vương sửng sốt. Cô gái thần bí nhìn thú vương, cười nói, thú nhân tộc dám bước ra khỏi thú nhân giới một bước thì ta sẽ tiêu diệt thú nhân tộc ngươi. Thú vương nhìn cô gái thần bí chằm chằm, trong lòng vô cùng chấn động. Ngươi là ai? Cô gái thần bí chớp mắt, ta là gì như của Diệp Huyên? Đây là chuyện nhà chúng ta, người ngoài không cần nhúng tay vào, có hiểu chưa? Thú vương! Gì nhỏ! Thú vương nhìn cô gái thần bí chằm chằm, chính ta đi giúp cháu trai cô. Cô gái thần bí cười nói, không cần. Thú vương trầm mặc một lúc rồi nói, là cô muốn hắn chết. Ánh mắt cô gái thần bí có chút kinh ngạc, sao ngươi biết? Thú vương nhìn cô gái thần bí, Bắc Hoang có phải là do ngươi dở trò? Cô gái thần bí cười ha ha, không hổ là thú vương, rất thông minh, ngươi nói đều đúng cả. Thú vương trầm giọng nói, các hạ, cô có biết hắn có muội muội không? Cô gái thần bí gật đầu, biết, thiên mệnh vô địch. Thú vương nhìn cô gái thần bí, ánh mắt càng nghiêm trọng, cô đã biết mà vẫn muốn khiến hắn chết. Cô gái thần bí cười nói, đây là chuyện của ta. Còn về thú nhân tộc ngươi, cứ an tĩnh ở thú nhân giới các ngươi, đừng ra ngoài là được. Ta và ngươi không thù không oán, cũng không muốn tiêu diệt các ngươi, ngươi hiểu không? Thú vương trầm mặc. Cô gái thần bí nhìn thú vương, cười nói, ta không phải nói đùa với ngươi, còn nữa, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội thứ hai. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Thú vương ở tại chỗ im lặng không nói gì. Cách đó không xa, thú nhân trầm giọng nói, vương. Thú vương chậm chậm nhắm hai mắt, gì cả không đắc tội được, gì nhỏ này cũng không đắc tội được, để người một nhà bọn họ tự chơi đi. Lão tử chẳng đánh nổi ai cả. Sợ rồi, sợ rồi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Chấm chấm chấm. Sau khi cô gái thần bí rời đi, cũng không hề về thẳng thánh vực. Mà đi đến thần vực. Khi nàng ta đi vào quán rượu nhỏ, sắc mặt tiểu nhị và trưởng quầy quán rượu lập tức nghiêm trọng. Trưởng quầy đi đến trước mặt cô gái thần bí, khẽ hành lễ, các hạ là. Cô gái thần bí cười nói, mang ra hồ kiếm xuân. Trưởng quầy nhìn cô gái thần bí, xin đợi một lát. Không lâu sau, trưởng quầy lấy ra một bình hồ kiếm xuân. Cô gái thần bí mở bình rượu. Nàng ta khẽ ngửi, cười nói, còn được. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên từ trong viện, có chuyện. Cô gái thần bí kẹp một hạt đậu phộng bỏ vào miệng, cười nói, ta không muốn giết ngươi, dù sao cũng là người quen cả. Bên trong viện im lặng. Cô gái thần bí lại nói, đây là chuyện riêng nhà chúng ta, người ngoài đừng quan tâm nữa. Được chứ? Trong viện vẫn trầm mặc. Cô gái thần bí cười nói, ta muốn ngươi cho ta một đáp án, nếu không ta sẽ không khách khí nữa. Trong viện, một tiếng thở dài vang lên, ngươi hà tất lại làm vậy. Cô gái thần bí khẽ cười nói, ngươi biết rõ nguyên nhân. Bên trong viện, giọng nói đó lại nói, hắn dù sao cũng là cháu trai ngươi. Cô gái thần bí khẽ nheo mắt. Cả quán rượu nhỏ thoáng chốc đã biến thành hư vô. Sắc mặt trưởng quầy và tiểu nhị kia biến sắc, ánh mắt hai người vô cùng kinh sợ, lúc này, hai người đều ngửi thấy mùi vị chết chóc. Cô gái thần bí rót một chén rượu cho mình, sau đó một hơi uống cạn, dựa vào đâu mà hắn lại sống. Nói rồi, nàng ta quay đầu nhìn một gian phòng nhỏ, tuy đang cười nhưng lại có chút rét lạnh đến xương cốt, khiến người ta không rét mà run, dựa vào đâu. Trong phòng nhỏ, người kia vẫn trầm mặc. Cô gái thần bí khẽ cười, đứng dậy, nể mặt người quen cũ, không muốn giết ngươi, dù sao, chuyện này cũng không liên quan đến ngươi, nhưng, ta không hy vọng mấy người đời trước các ngươi sẽ giúp hắn.
nếu các ngươi dám nhúng tay thì đừng trách ta không nhớ đến tình cũ. Nói xong, nàng ta đứng dậy rời đi. Lúc này, người trong gian phòng nhỏ bỗng nói, ngươi từng nghĩ đến cảm nhận của hắn chưa? Cô gái thần bí dừng bước, nàng ta im lặng một lúc rồi nói, ta không hận hắn, năm đã hắn đã gắng hết sức rồi, nhưng ta vẫn muốn đòi công đạo này. Người trong phòng lại thở dài lần nữa, ngươi từng nghĩ đến người phụ nữ kia chưa? Hắn sẽ niệm tình, sẽ không làm ngươi bị thương, nhưng người phụ nữ kia thì không, ngươi làm như vậy sẽ chọc giận người phụ nữ kia, một khi nàng ta quay lại, sẽ có rất rất nhiều người phải chết, ngươi biết không? Cô gái thần bí cười nói, vậy thì sao? Dù sao, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ chết rồi. Ngay cả chết, ta cũng không sợ, thế sao phải sợ nàng ta? Người trong phòng lại thở dài, chuyện này, thực sự không có con đường nào hòa hoãn sao? Cô gái thần bí khẽ cười, đi về phía xa, hoặc là hắn chết, hoặc là ta chết. Không lâu sau, cô gái thần bí đã biến mất nơi xa. Lúc này, trưởng quầy kia đi đến trước gian phòng nhỏ, hắn kính cẩn hành lễ, sư tôn, người này. Trong phòng, âm thanh kia lại thở dài, không nói gì. Tại đạo môn. Sau khi cô gái thần bí rời đi, lập tức đã đến đạo môn. Trong điện, tam cô nương ngồi xếp bằng trước pho tượng lão tổ đạo môn. Cô gái thần bí nhìn pho tượng lão tổ đạo môn, cười nói, sư tôn ngươi là người rất giỏi. Tam cô nương mở mắt, cười nói, đa tạ. Cô gái thần bí nhìn tam cô nương, ngươi cũng là một người thông minh. Tam cô nương nói, đạo lão, ta không nhúng tay vào chuyện vũ trụ ngũ duy. Cũng không có năng lực nhúng tay vào. Cô gái thần bí cười nói, ta không phải đến gây chuyện với cô. Ta đến là muốn nghe ngóng một chuyện. Tam cô nương gật đầu, đại lão cứ nói. Cô gái thần bí nói, ngươi có biết đại đạo chi linh ở đâu không? Đại đạo chi linh. Tam cô nương im lặng một lúc, rồi nói, thực không dám giấu, ta cũng đang tìm đạo đạo chi linh này. Cô gái thần bí cười nói, ngươi cũng không biết. Tam cô nương gật đầu, ban đầu, sau khi Diệp công tử hợp nhất 9 cuốn đạo kinh thì đại đạo chi linh thật sự đã xuất hiện. Nhưng, không biết vì sao, nàng ta lập tức bỏ chạy mất. Theo lý mà nói, hắn không nên như vậy. Cô gái thần bí nhìn tam cô nương, người nghĩ, nàng ta vì nguyên do gì lại bỏ chạy. Tam cô nương lắc đầu, thực sự không biết. Cô gái thần bí cười nói, đoán thử xem. Tam cô nương trầm mặc một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, hẳn làm cảm nhận được nguyên nhân tai ách trên người Diệp Huyên, hoặc là, cảm nhận được tồn tại của ngươi. Cô gái thần bí chớp mắt, ta đáng sợ đến vậy sao? Tam cô nương do dự chốc lát rồi nói, các hạ, ta thấy ngươi cũng không phải là người quá hung tàn, hơn nữa với thực lực của ngươi, căn bản không cần đạo kinh, tại sao ngươi lại muốn nhắm vào Diệp Huyên chứ? Là ân oán cá nhân sao? Cô gái thần bí cười nói, quả thực là ân oán cá nhân. Tam cô nương gật đầu, hiểu rồi. Cô gái thần bí liếc nhìn pho tượng lão tổ đạo môn, cười nói, đi đây. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Tam cô nương nói, đại lão đi cẩn thận. Cô gái thần bí cười nói, ta không phải đại lão, cô gái váy trắng mới đúng là đại lại thật sự. Tam cô nương nhẹ giọng nói, người mà ta không đánh được, thì đều là đại lão. Cô gái thần bí cười ha ha, cô nương tiền đồ vô lượng. Nói xong, nàng ta đã biến mất không giấu. Trong điện, tam cô nương nhìn pho tượng lão tổ đạo môn, nhẹ giọng nói, sư tôn. Lúc này đệ tử mới thật sự hiểu rõ câu nói kia của người, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong vũ trụ ngũ duy, bên trong điện niệm niệm dựa vào đùi Diệp Huyên, đang ngủ say. Trước mặt hai người còn có một ít xương cá. Diệp Huyên nhìn chân trời bên ngoài điện, trầm tư. Trong thời gian này, hắn vẫn luôn nghĩ đến một vấn đề, chính là cao thủ thần bí của thánh địa kia có phải là cô gái tự xưng là dì nhỏ của hắn không? Nếu đúng thì cũng không hợp lý. Phải biết, sở dĩ huyết mạch hắn có thể thức tỉnh chính là nhờ đối phương giúp đỡ. Nếu đối phương đã muốn mình chết, thì sao còn giúp bản thân nâng cao huyết mạch chứ? Diệp Huyên có chút nghi hoặc. Ngay lúc này,
Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu, sau đó, hắn nhẹ nhàng đặt Niệm Niệm xuống đất, sau đó lập tức biến mất trong điện. Ngay khi Diệp Huyên biến mất, Niệm Niệm đột nhiên mở bừng hai mắt. Trong tinh không vũ trụ ngũ duy, Diệp Huyên nhìn một đám người trước mặt, các người là ai? Trước mặt hắn là hơn 30 người đang đứng, hơi thở những người này cực kỳ mạnh, đã vượt qua thần cảnh. Người đàn ông trung niên đứng đầu chính là Qua Diệu kia. Qua Diệu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, cô gái kia đâu? Diệp Huyên nhíu mày, cô gái gì? Qua Diệu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hai tay dần siết chặt, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Nói đi, có phải có hiểu lầm gì không? Hiểu lầm. Sắc mặt Qua Diệu có phần hung tợn, hiểu lầm. Ngươi lại nói với ta là hiểu lầm. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn ta đánh ra một quyền. Ở phía xa, Diệp Huyên nhíu mày, nâng tay lên cầm kiếm. Không gian trước mặt hai người lập tức vỡ nứt, ngay sau đó, Diệp Huyên lùi liên tục trăm trượng về phía xa. Còn Qua Diệu kia cũng lùi lại mười mấy trượng. Qua Diệu nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hỏi lại một lần nữa, cô gái kia đâu? Diệp Huyên cầm kiếm đứng đó, các hạ, ta nghĩ giữa chúng ta chắc chắn có hiểu lầm gì đó, ta nghĩ, ngươi cũng không muốn bị người ta lợi dụng chứ. Qua Diệu cười lạnh, hiểu lầm. Diệp Huyên, ngươi lại không biết ngượng nói với ta là hiểu lầm. Ngươi hấp thụ linh hồn của tộc nhân ta, sau đó ngươi lại với ta là hiểu lầm. Linh hồn. Diệp Huyên sửng sốt, ngay sau đó, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Lúc này hắn có thể chắc chắn, kẻ địch thần bí kia chính là cái người tự xưng là dì nhỏ của mình kia. Cô gái kia gài bẫy mình rồi. Mẹ nó. Cái bẫy này quá sâu rồi. Lúc này, Qua Diệp cười lạnh nói, ngươi nói, đây là hiểu lầm sao? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta muốn nói. Những linh hồn kia đều là do một người cô gái bắt ép ta hấp thụ, ngươi có tin không? Diệp Huyên. Qua Diệu kia đột nhiên trở nên hung tợn nói, ngươi xem ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Nàng ta bắt ép ngươi hấp thụ, nàng ta là gì của ngươi? Là mẹ ngươi sao? Diệp Huyên có phần bất đắc dĩ, lần này, ta thật sự không lừa người, thật sự là nàng ta cưỡng ép khiến ta hấp thụ. Qua Diệp nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Ánh mắt đó như muốn giết chết Diệp Huyên vậy. Diệp Huyên không biết phải nói gì, tại sao lúc lão tử nói thật thì chẳng ai tin chứ. Mẹ nó. Cô gái kia. Lúc này, Diệp Huyên cảm thấy bản thân mình thật thảm. Nhưng hắn có phần không hiểu, chính là cô gái kia tại sao phải làm như vậy. Lúc này, Qua Diệu kia đột nhiên nói, bảo cô gái kia ra đây. Diệp Huyên nhìn Qua Diệu, ta không biết nàng ta ở đâu. Thật đấy. Vẻ mặt Qua Diệu vô cảm, không sao, bắt được ngươi, ta không tin nàng ta không xuất hiện. Nói rồi, hắn ta lập tức lao về phía Diệp Huyên. Mà những cao thủ siêu cấp sau lưng cũng phóng lên theo. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên cầm kiếm kề ngang cổ mình, thấy vậy, Qua Diệu kia bỗng dừng lại, ông ta nhìn Diệp Huyên, ngươi đang làm cái gì vậy? Diệp Huyên nhìn Qua Diệp, cười hung tợn nói, các người muốn dùng ta để uy hiếp gì nhỏ ta, không có cửa đâu. Các người dám bước lên một bước, thì ta sẽ tự sát, ta nói cho các người biết, một khi ta chết, dì nhỏ ra sẽ điên cuồng báo thù các người, nàng ta sẽ trốn trong tối, sẽ liên tục báo thù các người, ta hỏi ngươi xem có sợ hay không. Qua Diệu nheo hai mắt, ta không tin ngươi thật sự dám tự sát. Ngay lúc ấy, Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm đâm mạnh vào bụng mình. Phụt. Diệp Huyên lập tức phun máu từ miệng. Thấy vậy, Qua Diệp kia trợn trừng mắt, mẹ nó, người bây giờ đều điên cuồng vậy sao? Vừa nói tự sát thì đã tự sát rồi. Không thể không nói, lúc này quả thật Qua Diệu khá hoang mang. Hắn ta không hề muốn giết chết Diệp Huyên, chỉ muốn bắt Diệp Huyên để khiến cho cô gái kia phải e dè hơn. Nhưng lại không ngờ rằng Diệp Huyên này quá cứng, nói tự sát là tự sát ngay được. Chơi cũng độc quá đi mất. Lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên khàn giọng nói, chỉ cần ta chết, chắc chắn gì ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù cho ta. Qua Diệu nhìn Diệp Huyên, gằn giọng, nàng ta giết vô số tộc nhân,
còn cướp mất hàng tá bảo vật của tộc bọn ta. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức nheo mắt, địch, cô gái kia cũng ác thật. Qua Diệu nhìn chằm chằm Diệp Huyên, món nợ này, các ngươi phải trả lại bằng máu. Diệp Huyên im lặng một thoáng, sau đó nói, ta dẫn các người đi tìm bà ấy, các người có dám không? Qua Diệu hơi do dự. Tuy hắn đã thức tỉnh được phần lớn cường giả trong tộc, nhưng vẫn không nhận được bất cứ thông tin gì có ích trong việc đối phó cô gái thần bí kia. Vì nàng ta quá mạnh. Diệp Huyên hơi do dự một lát mới cất lời, thật lòng mà nói, người không nên tức giận. Các ngươi có mỗi vài người thế này không đủ để gì ta đánh đâu. Ngươi có biết bà ấy đã đạt tới trình độ thế nào rồi không? Qua Diệu nhìn Diệp Huyên, trình độ gì? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, ta không rõ cụ thể, chỉ biết một điều rằng, bà ấy giết thần cảnh dễ như giết một con kiến, còn cảnh giới trên thần cảnh đứng trước mặt bà ấy cũng không chịu nổi một kích. Qua Diệu chỉ liếc Diệp Huyên một cái, không hó hé gì. Diệp Huyên lại nói, ta cảm thấy các ngươi ít người quá, hay là gọi thêm nhiều người nữa tới đi. Sau đó ta dẫn các ngươi đi tìm bà ấy. Qua Diệu nhìn về phía Diệp Huyên, trông ngươi không giống đang lo lắng cho nàng ta nhỉ. Diệp Huyên cười ngượng ngập, dì ta giỏi đánh nhau lắm luôn. Qua Diệu nhìn Diệp Huyên, cười lạnh, ngươi chờ đấy. Cả cái ả tự dưng là gì ngươi kia nữa, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá. Dứt lời, hắn ta liền quay người rời đi. Thấy nhóm Qua Diệu đi cả rồi. Diệp Huyên liền rút thanh kiếm ở bụng ra, sắc mặt dần âm trầm hẳn. Mợ nó chứ, cô gái kia đào bẫy hắn. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao đối phương lại ép hắn hấp thu số linh hồn kia rồi, đồng thời còn tặng cả bảo vật cho hắn. Thì là muốn hắn gánh quả chứ sao nữa. Mặc dù nhận được lợi ích thật đấy, nhưng rõ ràng hắn cũng đã kết ác duyên với thế lực thần bí này. Rốt cuộc đối phương muốn làm gì? Diệp Huyên thu kiếm, quay người rời đi. Lúc này, Bạch Đế Tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta liếc nhìn tinh không xa xăm, hỏi, không sao chứ? Diệp Huyên lắc đầu, để ta xử lý. Dứt lời, hắn biến thành một luồng kiếm quang rồi vụt cái biến mất tăm. Giữa tinh không, trong mắt Bạch Đế Tử lóe lên đôi phần lo âu. Thánh vực. Trong nhà trúc, thánh chủ đang khom người. Không rõ đang nói gì. Một lát sau, cô gái trong nhà trúc lắc đầu cười, nhóc con đó thú vị thật, chỉ dăm ba câu đã đuổi mấy tên bác hoang kia đi rồi. Miệng lưỡi cũng chẳng kém cạnh gì cha nó đâu. Thánh chủ do dự một lát mới nói, chủ nhân, rốt cuộc bác hoang là thế lực như thế nào ạ? Cô gái khẽ đáp, một thế lực vô cùng cổ xưa. Thuộc về nền văn minh tiền sử. Thánh chủ nhíu mày, nền văn minh tiền sử. Cô gái gật đầu, chính là nền văn minh trước cả văn minh đạo kinh, nhưng hồi đó cả vũ trụ đều chẳng có bất cứ ghi chép gì, nó trước nền văn minh đạo kinh phải đến 100 vạn năm. Trong cả trăm vạn năm đó chẳng có gì hết, chỉ là thời đại khởi đầu, lúc ấy nhân tộc ít ỏi tới mức đáng thương, không có chữ viết, bởi vậy thời đại tiền sử đấy không hề được ghi chép lại. Về phần bọn chúng tự phong bản thân là gì thì cũng không thể biết rõ. Nói tới đây, nàng ta hơi ngừng. Nhưng nền văn minh ấy cũng chẳng đơn giản, nhất là cái bia đá kia không phải bia đá bình thường đâu. Thánh chủ trầm giọng hỏi, chủ nhân, kiến thức của người uyên thâm thế, vậy có biết vũ trụ này rộng lớn ra sao không ạ? Cô gái lắc đầu mỉm cười, ta không biết. Nơi tới đó, nàng ta chuyển sang giọng điệu khe khẽ, phải nói rằng, trong vũ trụ này, nhân tộc quả thật có hơi không đáng hề cập. Thánh chủ lắc đầu, vũ trụ rộng lớn vô tận nào đó điểm cuối. Cũng không biết đỉnh cao nhất của vũ trụ này là sự tồn tại thế nào. Hay thế giới này thật sự có thần linh sáng tạo vạn vật. Nếu vậy thì rốt cuộc người đó đến từ đâu? Cô gái cười đáp, vấn đề ngươi hỏi rất thâm sâu, ta không thể trả lời ngươi ngay được. Có điều ta cảm thấy, dù cho vị thần sáng tạo vũ trụ và vạn vật kia tồn tại thật thì cũng không phải đối thủ của cô gái đó. Thánh chủ nhìn về phía nhà trúc, cô gái váy trắng kia ạ. Cô gái gật đầu, dù là kẻ địch, không đúng, nghiêm khắc mà nói thì ta còn chưa được coi là đối thủ của nàng ta, vì ta chẳng thể đỡ nổi một kiếm của nàng. Vừa nói nàng ta vừa mỉm cười, thật ra ta khá là tôn kính nàng ta, bởi vì anh trai nàng ta quả thật đã trả giá rất nhiều, hơn nữa,
vì anh trai mình mà nàng ta lại có can đảm đối địch với người khắp vũ trụ. Thánh chủ hơi do dự một lát mới cất lời hỏi, ngay cả chủ nhân cũng không biết cô gái đó mạnh thế nào sao ạ? Cô gái buông sách cổ trong tay xuống, nói khẽ trước kia biết được đôi chút, còn giờ thì không. Nàng ta của hiện giờ có lẽ chính là đỉnh cao nhất của vũ trụ này rồi. Có điều, nàng ta cũng có nhược điểm. Thánh chủ hỏi, Diệp Huyên ạ. Cô gái gật đầu, Diệp Huyên là nhược điểm duy nhất của nàng ta. Thánh chủ liếc về căn nhà trúc, khẽ hỏi, mục đích của chủ nhân không chỉ là giết Diệp Huyên. Cô gái cười, đương nhiên. Dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng nắm chặt lại, khẽ nói, ngươi biết không? Kể từ khi ta quyết tâm nhắm vào Diệp Huyên, mỗi ngày thực lực của ta đều tăng lên. Thánh chủ trầm giọng hỏi, vì nguyên nhân tai ách ư? Cô gái cười nói, đúng, nguyên nhân tai ách đó đang trợ giúp ta. Nếu ta đoán không lầm, hẳn là nó đã uất nghẹn lâu lắm rồi. Vì suy cho cùng, tên Diệp Huyên kia cũng không giống người gánh nguyên nhân tai ách chút nào, cứ hễ gặp chuyện là hắn ta có thể xử lý dễ dàng, vả lại, số người giúp đỡ hắn cũng ngày càng nhiều lên, nhưng chuyện này cũng bình thường thôi, ai bảo nó gặp phải tên, nhị thế tổ, mạnh tới vậy cơ chứ. Thánh chủ nói cách khác tức là, hễ ai nhắm vào Diệp Huyên thì sẽ tăng thêm được thực lực sao ạ? Cô gái lắc đầu, không, sở dĩ ta được nguyên nhân tai ách giúp đỡ hẳn là vì thực lực của ta tương đối mạnh, hơn nữa, ta đang phóng đại nguyên nhân tai ách trên người Diệp Huyên lên, hiện giờ, nguyên nhân tai ách trên người hắn vẫn còn là nhân, ta muốn biến nó thành thực thể, thành quả thực sự. Một khi hóa quả vậy thì dù Diệp Huyên đi đường thôi có lẽ cũng sẽ bị sét đánh. Thánh chủ trầm giọng, nguyên nhân tai ách kia khủng khiếp tới vậy sao? Cô gái cười nói, còn đáng sợ hơn gấp nghìn gấp vạn lần ngươi nghĩ. Nếu không thì người đàn ông kia và thiên mệnh cũng chẳng việc gì phải vất vả. Thứ có thể khiến bọn họ để ý tới vậy tất nhiên cũng sẽ không chỉ đáng sợ bình thường rồi. Nói tới đây, nàng ta đi tới bên ngoài nhà trúc, nhìn về phía chân trời rồi khẽ cất lời, mấy hôm nay ta vẫn luôn nghĩ về nguyên nhân tai ách đó. Thực lực của ta nhờ nó mà đang không ngừng tăng lên, có điều, ta lại chẳng tìm được nguyên nhân. Điều này có nghĩa là khởi nguyên của nguyên nhân tai ách đó đã vượt ngoài phạm trù ta biết. Thánh chủ nhíu mày, ý chủ nhân là có người đang thao túng nguyên nhân tai ách sao? Cô gái cười, nhất định có người đó, và chắc chắn người kia có quan hệ rất chặt chẽ với Diệp Huyên, bởi vì trong mắt ta, nguồn cội hình thành nguyên nhân tai ách này có đến 6 phần là do cha và em gái hắn, 4 phần còn lại là do bản thân hắn. Nới tới đây, nàng ta mỉm cười, ngươi lui đi. Ta phải nghĩ thật kỹ xem làm sao để đối phó với người đứng sau thằng nhóc đó đã. Thánh chủ không dám nhiều lời, chỉ cung kính hành lễ rồi lui xuống. Cô gái quay về căn nhà trúc, khẽ vung tay phải lên, trên mặt bàn liền xuất hiện một ván cờ, đó là ván cờ ở thế chết, quân trắng áp đảo, vừa nhìn đã thấy vô vọng. Nàng ta nhìn ván cờ trước mặt, trầm ngâm một hồi rồi nhấc một quân trắng lên, xong lại chẳng hạ xuống mà tiếp tục rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng ta nói khẽ, nguyên nhân tai ách, thiên mệnh, chỉ có thể dựa vào nguyên nhân tai ách. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi ngũ duy liền đi thẳng tới U Minh Điện. U Minh Điện giờ phút này vẫn quạnh quẽ như xưa. Diệp Huyên bước vào trong điện, nhìn bức tượng lớn trước mặt mình, nói khẽ, gì lớn, người nghe thấy lời ta chứ? Bức tượng im lìm. Diệp Huyên hỏi, có người tự xưng là gì nhỏ của ta? Dì lớn à, đó là người cùng hội với ngài sao? Vẫn không tiếng đáp lại. Diệp Huyên lại hỏi, nàng ta thật sự là dì nhỏ của ta ư? Mọi thứ vẫn im lìm. Diệp Huyên thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên trong điện, không ai có thể giúp ngươi. Diệp Huyên dừng bước, nói khẽ, nàng ta là dì ta thật hả? Âm thanh kia nói, đúng. Hơn nữa, đúng là gần gũi đấy. Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, vì sao nàng ta lại hại ta như vậy? Âm thanh trầm mặc một thoáng mới đáp, đây là ân oán từ trước, cụ thể thì chúng ta cũng không rõ lắm, nhưng ta cho ngươi hay, ngươi nhất định phải dè chừng cô gái đó, nàng ta đã dám ra tay với ngươi thì chắc chắn cũng đã đắn đo đến cả thanh nhi của nhà ngươi rồi, hẳn là nàng ta sẽ có cách kiềm chế thanh nhi đấy, hiểu chưa hả?
Diệp Huyên có phần khổ tâm, nàng ta rất mạnh. Âm thanh kia nói, không phải rất mạnh mà là vô cùng mạnh. Nhất là cái huyết mạch của nàng ta, sở hữu loại huyết mạch ưu thế tự nhiên đó, ngoài tam kiếm ra thì chẳng một ai thực sự giết được nàng ta cả. Huyết mạch bất tử. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ta đã giúp ta kích hoạt huyết mạch rồi. Âm thanh kia kinh ngạc thốt, giúp ngươi kích hoạt huyết mạch của ngươi á. Diệp Huyên gật đầu. Âm thanh kia cả giận, đồ ngốc nhà ngươi. Tại sao ngươi lại để nàng ta giúp ngươi kích hoạt huyết mạch của chính mình? Diệp Huyên cảm thấy khó hiểu, có vấn đề gì sao? Âm thanh lại càng giận hơn, vấn đề ấy hả? Giờ ngươi thử coi coi có kích hoạt được huyết mạch phong ma của mình không đi. Diệp Huyên vội vàng điều chuyển huyết mạch trong cơ thể, thế nhưng chỉ thấy mỗi sức mạnh của huyết mạch bất tử, chứ không thấy sức mạnh của huyết mạch phong ma đâu. Diệp Huyên sửng sốt. Âm thanh kia trầm trầm hơn, ngu ngốc, nàng ta muốn phong ấn huyết mạch phong ma của ngươi. Nát mặt Diệp Huyên ngập tràn vẻ không thể hiểu nổi, vì sao chứ? Âm thanh kia đáp, chỉ có huyết mạch phong ma của ngươi mới có thể áp chế được huyết mạch bất tử của nàng ta. Thiếu đi huyết mạch bất tử thì nàng ta sẽ không mạnh tới vậy, mà máu của ngươi lại có thể khắc chế huyết mạch bất tử trong cơ thể nàng ta. Nhưng giờ thì, ngoài tam kiếm ra căn bản chẳng một ai làm gì nổi nàng ta. Dù là An cô nương và đồ đích thân tới cũng thế thôi, bởi vì huyết mạch bất tử kia của nhà các ngươi quá mức biến thái rồi á. Giờ còn mỗi cách giết nàng ta trong chớp nhoáng, nếu không thì nàng ta sẽ mãi ở thế bất bại. Diệp Huyên trầm mặc, vẻ mặt có phần khó coi. Nào có ai ngờ tới chuyện gì nhỏ của mình lại đi đào bẫy mình cơ chứ? Một lát sau, Diệp Huyên cất lời, vậy ta phải làm sao đây? Âm thanh kia im hơi lặng tiếng. Diệp Huyên lại đột nhiên hỏi, ta có mẹ, có gì, phải chăng còn có cả ông ngoại? Hay là nhờ ông ngoại ta tới xử lý nàng ta? Âm thanh kia thoảng trầm mặc, hồi lâu sau mới đáp, có nhưng mà bị cha ngươi giết rồi. Diệp Huyên trợn mắt há hốc miệng, ôi đệt, cha ta biến thái vậy cơ à, giết cả cha vợ luôn á. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.